Các bạn đang nghe truyện trận vấn trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 1642, Đồng Tiền 3. Mặt họa thở vào nhẹ nhõm Sau đó một đám yêu tu tụ tập cùng một chỗ, vẫn không có động tác, tự hồ còn đang chờ cái gì. Mặt họa nhíu mày, còn có người muốn bị bắt, trong lòng hắn mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, không tới thời gian một nén nhang, xa xa lại tới một đám yêu tu lần này yêu tu có tất cả bốn người hơn nữa tất cả đều là tu vi trúc cơ đỉnh phong một thân yêu lực hùng hậu nhìn cũng không khác gì yêu thú trên lưng một yêu tu trong đó cũng đeo một cái bao tải đi đến gần nó vứt bao tải xuống đất mở miệng bao ra bên trong không ngoài dự liệu là một thiếu niên anh tuấn lệnh hồ tiếu lệnh hồ tiếu ngạo khí hiện tại vết thương chồng chất cũng hôn mê bất tỉnh có yêu tu thở dài tiểu tử này thật mẹ nó gai tay không hổ là kiếm đạo thiên tài xung hư môn, bốn trúc cơ đỉnh phong các ngươi, bắt một trúc cơ trung kỳ, còn cố hết sức như vậy, ngươi biết cái gì? Giết thì dễ, bắt sống thì khó, còn không thể phế hắn. Hơn nữa sau này, sao ngươi biết hắn sẽ có thân phận gì? Có Yêu Tu cười lạnh một tiếng, nói không chừng những thứ không phải người không phải yêu như chúng ta, còn phải dựa vào hơi thở của hắn, nhìn sắc mặt của hắn mà sống, ta sao dám thật sự ra tay độc ác, đắc tội hắn? Yêu Tu bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, nhưng một yêu tu có chút già nua cảm khái nói ta sống lâu như vậy thật đúng là chưa thấy qua thiên tài tông môn nào trẻ tuổi như thế liền có tạo nghệ kiếm khí đáng sợ như thế thậm chí đủ để so sánh với thiên kiêu của tứ đại tông đợi một thời gian nữa thiên tư của kẻ này nhất định không thể đo lường nhất thời một đám yêu tu đều có tâm tư khác nhau đã có hâm mộ cũng có ghen ghét càng nhiều hơn chính là lạnh lùng thậm chí còn có người cười trên nỗi đau của người khác tu đạo dài đằng đẵng cho dù thiên tư trắc tuyệt như thế nào nhưng chỉ cần một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục hiện tại chúng nó liền muốn mang theo kiếm đạo thiên tài này đạp lên một bước vạn kiếp bất phục này được rồi một tên yêu tu cao lớn nhất trong đó ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói vào cốc sớm một chút đi ngữ khí của hắn có chút ngưng trọng Trước khi đến đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hai vị trưởng lão hỗ trợ kéo dài, nhưng chưa chắc có thể kéo dài quá lâu, vào cốc sớm một chút, đóng cửa lớn, ngăn cách với đời, để tránh đêm dài lắm mộng, mọc thêm chi tiết gì. Chỉ cần vào cốc, liền an toàn. Được. Một đám yêu tu gật đầu nói. Bọn chúng nhấc nắp quan tài lên, đem ba người lệnh hồ tiếu, Âu Dương Mộc và Tống Tiệm nhét vào trong quan tài, sau đó đóng nắp quan tài lại. Ở trước mặt mặt họa, một nhóm yêu tu đẩy quan tài, dọc theo thông đạo bạch cốt, đi về phía vạn yêu cốc xa xa. Mặt họa hít vào một mụn khí lạnh, đầu có chút đau. Tiền toái rồi hắn lập tức gửi tin nhắn cho tuân trưởng lão, tuân trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi. Yêu tu bắt được Thái A môn Âu Dương Mộc, còn có xung hư môn lệnh Hồ Tiếu, đi vào trong vạn yêu cốc. Thế nhưng tuân trưởng lão vẫn không trả lời. Mặt họa nhíu mày. Làm sao bây giờ, ra tay cứu bọn họ, nhưng thực lực của hắn cũng không đủ một đám yêu tu này phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ thậm chí còn có trúc cơ đỉnh phong cho dù mình thi triển hết thủ đoạn giấc mấy người cũng vô ích động tĩnh lớn như vậy yêu tu khác khẳng định sẽ tới trợ giúp gã không phải thể tu cổng âu dương một và lệnh hồ tiếu không thể thoát được huống chi hai người bọn họ còn bị phong ở trong quan tài muốn mở quan tài đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy dựa vào thực lực của mình không cứu được hồi tông môn báo tin khẳng định cũng không kịp cho dù sau này tông môn triệu tập nhân thủ quy mô vây công vạn yêu cốc cũng không được ngộ nhỡ đám yêu tu này bị bức bách trực tiếp xé vé hai người tiểu một đầu và lệnh hồ tiếu đoán chừng sẽ giữ nhiều lành ít vậy cứ mặc kệ như vậy sao mặc họa lại lắc đầu lời nói vừa rồi của yêu tu kia mặc dù mơ hồ nhưng mặc họa cũng có thể đoán ra đại khái vạn yêu cốc bế cốc một tháng. Một khi tiểu một đầu và lệnh hồ tiếu vào vạn yêu cốc thì sẽ xảy ra chuyện gì, rất rõ ràng. Đợi đến lúc miệng hang mở ra lần nữa, đã qua một tháng, hai người còn không biết biến thành bộ dáng gì. Rất có thể, lần sau yêu tu rời cốc, hai người rơi vào yêu đạo, liền khoác, áo đen, đi ra. Mặt họa thở dài. Tống tiệm cũng không sao cả. Nhưng tiểu một đầu và lệnh hồ không thể không quan tâm bọn họ đến cùng rơi vào trong tay yêu tu như thế nào mặt họa tạm thời cũng không rõ ràng lắm nhưng không nghĩ ra cách hai đứa nhỏ này sợ là thật sự ngã ở chỗ này cả đời không quay đầu lại được mặt họa lại gửi tin nhắn cho tuân trưởng lão này tuân trưởng lão có ở đây không tuân trưởng lão vẫn không trả lời không có cách nào mặt họa chỉ có thể lại gửi một tin nhắn ta trước trà trộn vào vạn yêu cốc nhìn xem trận pháp vẫn còn là thứ yếu nhưng trước tiên phải nghĩ biện pháp cứu được hai người tiểu một đầu và lệnh hồ tiếu ra mặt họa vừa mới chuẩn bị khởi hành lại có chút do dự hắn luôn cảm thấy không quá an toàn vạn yêu cốc hung hiểm khó lường yêu tu đông đảo còn có cả trưởng lão kim đan yêu tu tọa trấn hơi sơ sẩy một chút thôi thì phiền phức sẽ lớn hơn nhưng dường như lại không thể không mạo hiểm nhưng mạo hiểm như vậy lại không có người nào tự vạch trần cho mình mặt họa nhíu nhíu mày hắn bỗng nhiên ý thức được, mình bây giờ, vẫn còn có chút không quá ổn, mình bây giờ mới trúc cơ, con đường tu đạo sau này còn rất dài. Tương lai đường dài đằng đẵng phải cứu sư phụ về, muốn đột phá cảnh giới, muốn du lịch cửu châu, tìm kiếm tuyệt trận gặp phải nguy hiểm, đoán chừng vô số kể, không có khả năng luôn có người cho mình lật đấy. Cố thúc thúc cũng tốt, tuân trưởng lão cũng được, đều không thể một mực đi theo mình, làm, bảo tiêu, của mình. Sau này nếu mình lẻ loi một mình, gặp phải chuyện nguy hiểm, trực tiếp nhượng bộ lui binh sao, mặt họa chậm rãi lắc đầu. Hắn hiện tại đã có lịch duyệt tu đạo nhất định, biết đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm. Tất cả kỳ ngộ, đều tất nhiên kèm theo, phiêu lưu. Sóng gió càng lớn thì càng quý. Kỳ ngộ càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Một mặt cầu ổn, có khả năng đưa tới cửa cơ duyên, cũng sẽ chấp tay nhường cho người ta, từ đó bình thường, tầm thường cả đời. Thế nhưng, nếu không cầu ổn, lại có khả năng lòng tham quấy phá, tự chịu diệt vong. Hai thứ đều không tốt lắm mặt họa có chút xoắn suýt. Làm sao bây giờ, hắn trầm tư một lát, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Chuyện có các hung, người có họa phúc. Có một loại biện pháp, có thể đem, các hung họa phúc, nắm giữ ở trong tay mình hay không, cứ như vậy, tuyệt cảnh chưa chắc không thể phùng sinh. Gặp dữ cũng chưa chắc không thể hóa cát. Đôi mắt mặt họa sáng ngời, sau đó lại nhíu mày. Nhưng mà, cụ thể phải làm như thế nào, mặt họa nghĩ nghĩ, bỗng nhiên một bóng người mặt mày ôn hòa, tiên phong đạo cốt, lại tuấn giật bất phàm hiện lên ở trong đầu. Sư phụ mặt họa ngẩn ra, sau đó ngẫm nghĩ. Cho đến tận bây giờ, người có khả năng, su các tị hung, nhất mà hắn từng gặp, chính là sư phụ của mình. Ngoại trừ cuối cùng, thiên cơ tính toán tường tận, tuyệt địa vô sinh. Trước đó, sư phụ làm bất cứ chuyện gì, đều là một bộ tính toán không bỏ sót thành thạo điêu luyện mà sư phụ có thể làm được điểm ấy cũng là bởi vì tuyệt học trên thần thức chi đạo thiên cơ tính toán các hung họa phúc là phạm trù nhân quả thiên cơ theo lý mà nói thông qua thiên cơ tính toán tự nhiên mà vậy có thể thăm dò ra các hung trong thiên cơ và họa phúc trong nhân quả mặc họa nhịn không được thầm nghĩ nếu mình thật sự có thể giống như sư phụ hiểu rõ thiên cơ diễn toán nhân quả bói các hung dòng họa phúc tương lai cho dù là lẻ loi một mình, đối mặt với hoàn cảnh tứ diện sở ca, không nơi nương tựa, tứ cố vô thân, cũng có thể mượn thiên cơ độn thân, dựa vào nhân quả mưu sự, ở trong tuyệt cảnh, mưu cầu sinh cơ, ở trong nguy hiểm, tìm kiếm kỳ ngộ. Sóng gió có lớn hơn nữa cũng có thể bắt được cá lớn, mặt họa tinh thần chấn động, sau đó lại bắt đầu cân nhắc. Nhưng tính thế nào, làm sao thông qua thiên cơ tính toán, bói các hung, đo họa phúc, sư phụ căn bản không dạy mình mặc họa gãi gãi đầu hắn bắt đầu nhớ lại trong số tất cả tu sĩ mà mình gặp phải có người nào là xem bói số mệnh lại có thủ đoạn nào là mình có thể tham khảo trên bạch cốt đạo quan tài của tiểu một đầu và lệnh hồ tiếu đã càng lúc càng xa nếu không nắm chặt thời gian sẽ không còn kịp nữa phải nhanh chóng nghĩ biện pháp trước tiên tính một quẻ mặc họa trong lòng lo lắng trầm tư suy nghĩ mai rùa quan sát điềm báo nhưng trong tay mình cũng không có mai rùa dùng cỏ để tính sao, chút thời gian như vậy, tìm cỏ dại nào, tính từng cộng một sao. Còn la bàn, trận bàn rốt cuộc có, la bàn chỉ hướng cũng có, nhưng thiên cơ dùng phép tính, tựa như là một loại thiên cơ la bàn đặc thù, cực kỳ quý trọng, mình cũng không lấy được, được rồi, có ích lợi gì chứ, mặt họa bắt đầu lật túi trữ vật, nhìn xem có thứ gì có thể miễn cưỡng dùng để bói toán hay không, nhưng trong túi trữ vật, đều là thứ trận pháp dùng. Trận bàn, mực nước, trận bút, trận thư ngọc giảng vân vân còn có một số linh khí và linh kiếm cùng với đan dược thường dùng những thứ này không liên quan gì đến bói toán mặt họa không có cách lại từ trong những không gian lật xem lật lật mặt họa bỗng nhiên sững sờ phát hiện trong góc những không gian vậy mà nằm một viên đồng tiền đồng tiền này trước đó hắn một chút ấn tượng cũng không có tự hồ vốn không nên tồn tại trong những không gian của hắn nhưng trên đồng tiền có một cổ khí tức hết sức quen thuộc. Mặt họa ngẩng ra, sau đó ánh mắt buồn bã, trong lòng chua xót. Là tiền đồng của sư phụ, đây là sư phụ, để lại cho ta, đồng tiền lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay trắng nõn của mặt họa, rõ ràng rất mỏng manh, nhưng lại phản phất nặng tựa ngàn cân. Trong lòng mặt họa nhất thời ngũ vị tạp trần. Thế nhưng, mặt họa lập tức nghi ngờ nói, chiếc nhẫn này, trước đó ta đã lật qua vô số lần, bên trong tuyệt đối không có thứ khác vì sao đột nhiên lại xuất hiện một đồng tiền đồng tiền này đến tột cùng là xuất hiện như thế nào là sư phụ cố ý giấu đi mặt họa lại sờ lên ngón tay phải của mình trên ngón cái chiếc nhẫn phong cách cổ xưa kia bình thường không có gì lạ rồi lại vô tung vô ảnh nhưng nó uống máu của mình cùng huyết mạch của mình tương liên cũng chỉ có mình có thể nhìn thấy chiếc nhẫn nạp tử này có phải còn ẩn giấu bí mật khác hay không mặt họa trầm tư một lát Yên lặng thở dài Thời gian không đủ Hắn không kịp nghỉ nhiều Lại lề mề một hồi Sợ là lệnh hồ tiếu và tiểu một đầu Đã bị đưa vào sâu trong vạn yêu cốc Rốt cuộc không ra được nữa Bản thân muốn cứu Cũng không thể cứu được Mặc họa lại quan sát đồng tiền trong tay một chút Chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu Lúc này hắn mới phát hiện Đồng tiền này Mình thấy sư phụ dùng qua Đó còn là ở ngũ hành tông chính mình dùng cương thi tổ sư đồ trương gia phong ấn ngũ hành nguyên văn hình thành ngũ hành trận lưu đồ đưa cho sư phụ xem sư phụ từng lấy ra mấy đồng tiền đặt lên bàn bày thành trận cục huyền diệu trấn trụ ngũ hành nguyên văn để cho hắn không dám lỗ mãn lúc đó mình cái gì cũng không hiểu không hiểu đồng tiền này là cái gì cũng không hiểu đồng tiền bày trận đến cùng có ích lợi gì hiện tại suy nghĩ kỹ càng sư phụ lấy tiền đồng bố trí xuống hẳn là một loại bố cục thiên cơ, mượn cái này khóa lại nhân quả của ngũ hành nguyên văn bình thường trong đôi mắt. Đây cũng là một loại trong, thiên cơ diễn toán. Mặt họa cầm đồng tiền này trong tay, cảm nhận nhiệt độ còn sót lại của đồng tiền lạnh lẽo, trong lòng cảm khái, đồng thời lại có chút khó khăn, đồng tiền này, phải dùng như thế nào, thiên cơ phép tính cao thâm, mình một chữ cũng không biết. Sư phụ hiểu rõ thiên cơ, bày mưu nghĩ kế, chỉ trưởng trong tay, bản lĩnh nghịch chuyển các hung, mình cũng không có một chút nào. Học cũng không biết học như thế nào vậy cũng chỉ có thể, thử vận may, mặt họa nhớ rõ, người khác đều ném đồng tiền, lấy chính phản để định các hung, chính mình cũng thử xem, đêm tối thâm trầm, vạn yêu cốc máu tanh. Miệng cốc giống như miệng của yêu thú, tự hồ không bao lâu nữa sẽ khép kín. Thời gian không nhiều lắm, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, mặt họa nắm đồng tiền trong lòng bàn tay, trong lòng mặt niệm, thiên cơ nhất tuyến, diễn toán nhân quả, họa phúc của hành động đồng tiền chính phản bói vạn yêu cốc chính diện là cát mặt trái là hung sau đó con ngươi mặt họa thâm thúy thần niệm hóa thân phủ thêm tam trọng quỷ ảnh trong đôi mắt hoa văn thiên cơ chìm nổi sâu trong con ngươi hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt dùng thiên cơ diễn toán dung hợp với thiên cơ quỷ toán thúc giục thần niệm gần như thần linh lấy tiền đồng làm môi giới thăm dò nhân quả của bản thân sau đó mặt họa búng ngón tay đồng tiền ném ở không trung, không ngừng xoay tròn, vốn dĩ hết thảy tầm thường, nhưng trong nháy mắt, biến hóa đột nhiên sinh ra. Sợi dây nhân quả dày đặt dây dưa ở phía trên, các hung không ngừng xoay chuyển một tiếng vù vù giống như đại đạo chung vàng bỗng nhiên vang lên. Đồng tử mặt họa đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt đó, trời đất quay cuồng, lưỡng nghi phân phán, tự hồ có đồ vật gì đó cắt ra thức hải của hắn, cắt ra biểu tượng thế gian, câu thông với khí cơ thâm thúy trong tối tâm mặt họa phản phất thấy được nhật nguyệt lưu chuyển, bầu trời đầy sao. Nhìn thấy mặt đất mênh mông, chúng sinh. Nhìn thấy thiên địa vạn vật, thiên hạ muôn dân, vô số nhân quả tuần hoàng, hội tụ mà thành một đầu, ngân hà, vắt ngang thiên địa. Tựa như là chí lý của đất trời, cực kỳ rực rỡ, cực kỳ lộng lẫy, cực kỳ thâm thúy. Trong cõi u minh, mặt họa có loại cảm ngộ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngân hà của nhân quả này chính là thiên cơ, thiên địa vi cục, chúng sinh vi tử, nhân quả tung hoành, tụ hợp vào thiên cơ. Trong thiên cơ mênh mông như ngân hà. Chính mình đã là một quân cờ trên ván cờ, không đáng chú ý nhưng cùng lúc đó, chính mình cũng ngồi ở bên cạnh ván cờ, trong tay cầm một quân cờ, đang đoạn các hung của mình thông qua nhân quả mình tính toán, tiếp thích, thích thiên cơ, đạo châu, thiên su cát. Các lão đang ngủ gà ngủ gật trước bàn cờ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt mờ mịt, xen lẫn một tia không thể tưởng tượng nổi có người đang dùng thiên cơ tính toán thiên cơ diễn toán chân chính ánh mắt các lão rung động trong lòng sợ hãi nhân cách đã đứt nhân quả đoạn tuyệt sinh cơ đã mất đi cõi đời này còn có ai sẽ thiên cơ diễn toán lại rốt cuộc là ai đang tính hắn ngẩng đầu nhìn trời thấy trên bầu trời đêm đen kịch quả nhiên có một chỗ tinh tượng vô cùng yếu ớt nhưng lộ ra một tia quan mang huyền diệu độc nhất vô nhị còn rất non nớt không biết che giấu trước khi lão giả khô tọa trên bàn cờ, ba phen mấy bận, sinh ra một loại xúc động, muốn đi tính một chút, tính một chút tinh quang yếu ớt này, đến cùng là ai? Tính toán một chút, sau khi nhân sinh đoạn tuyệt, rốt cuộc còn có ai có thể học được thiên cơ diễn toán chân chính? Tính một chút, trong thiên cơ này, biến số, nhỏ bé không thể nhận ra nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại được. Các lão nhịn không được nhìn về phía mặt bàn. Trên mặt bàn, có một giá cắm nến giá nến như hạt vân lưu, rồng bay phượng múa, dị thường hoa quý, cùng với căn phòng một mặt này có vẻ có chút không hợp nhau. Trong giá nến, có khắc một bộ trận pháp đặc thù. Đây còn là năm đó người nọ tài hoa tuyệt diễm, hăng hái, ở thiên su các đảm nhiệm giám chính, cố ý đưa cho mình. Chỉ là bây giờ, giá nến này dùng quá nhiều năm, đã quá cũ kỹ. Thậm chí ánh nến cũng yếu ớt đến cực điểm. Các lão im lặng suy tư một lát, thanh âm già nua, gần như thấp không thể nghe thấy lẩm bẩm nói ngọn lửa quá yếu, sợ là chỉ cần gió thổi qua là sẽ bị diệt cho nên, để nó từ từ đốt đi, từng chút một mà đốt trong giá nến hoa lệ cổ xưa, ngọn lửa yếu ớt, nhẹ nhàng hoặc bát nhảy nhót. Các lão mỉm cười, nửa là cảm khái nửa là tự dẻo nói sống quá lâu rồi tuổi tác lớn hơn ta đã chết, tuổi tác nhỏ hơn ta cũng không còn, vốn dĩ đều cảm thấy, còn sống cũng không có thú vị lớn, qua một ngày là một ngày a à, nhưng không ngờ, trong cuộc sống, chuyện thú vị vẫn còn rất nhiều chỉ cần sống lâu một chút sống lâu một chút kiểu gì cũng có thể gặp được nói xong các lão cảm thấy buồn ngủ đã hết cũng đã lâu không có hào hứng ánh mắt đục ngầu của hắn hơi sáng ngời nhìn về phía bàn cờ trước mặt trên bàn cờ là một bộ tàn cuộc phủ bụi đã lâu cờ này là các lão một mình chơi nhưng ván cờ này người đánh cờ có rất nhiều chỉ là bọn họ đều không biết thân phận là gì không biết ngồi ở nơi nào càng không biết có mưu đồ gì. Lấy quy khư làm dẫn, lấy thiên địa làm cờ, ván đầu tiên này, bắt đầu các lão cảm khái nói không biết bao nhiêu năm, không chân chính đánh cờ, cũng không biết kỳ nghệ có sơ sót hay không hắn nhặt lên một con cờ, đặt trên bàn cờ. Tàn cuộc đã lâu không động, rốt cuộc bắt đầu hạ cờ. Mà trên mặt bàn phụ cận bàn cờ, bày biện một phần ngọc giảng đề nghị, thay chế tông môn, của càng học châu giới tứ đại tông luyện yêu sơn, trước vạn yêu cốc đồng tiền xoay chuyển trên không trung, nhân quả khí cơ dây dưa, các hung nhiều lần biến hóa, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của mặt họa. Là chính diện. Mặt họa có chút ngoài ý muốn, hóa ra là cát, hơn nữa sạch sẽ lưu loát, không có một chút khó khăn trắc trở. Vạn yêu cốc là, đại cát, chi địa, mặt họa ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Trong màn đêm đen kịt nơi xa, vạn yêu cốc xương trắng lóc đất, huyết khí ngút trời, yêu tu giữ tận khắp nơi, yêu khí tanh hôi lạnh lẽo. Đất lành, nhà ai là bộ dạng này, mặt họa không biết nói cái gì cho phải. Lần đầu tiên tính là lành dữ, đã tính sai rồi, nhưng cũng không nên a à vừa rồi trong nháy mắt đó, mặt họa phản phất câu thông thiên địa khí cơ, thấy được giữa thiên địa, vạn vật nhân quả minh mông mênh mông. Mặc dù chỉ trong một cái chớp mắt đó, cũng chỉ nhìn một cái kia. Sau đó tất cả đều tiêu tán vô tung. Nhưng trong nháy mắt đó, mặt họa thật sự có loại ảo giác, nhìn thấu thiên cơ, lần lượt theo nhân quả, họa phúc nhất niệm, các hung nắm giữ, cảm giác mình thật lợi hại. Ít nhất khoảnh khắc đó, tính toán thiên cơ của mình không thành vấn đề. Cho dù không quá chuẩn, nhưng cũng không có khả năng sai quá thái quá. Chẳng lẽ vạn yêu cốc chỉ là nơi nhìn bề ngoài hung hiểm, nhưng thật ra là nơi tốt tràn ngập cơ duyên, mặt họa nhíu nhíu mày, lại thầm nghĩ, thôi, dù sao cũng phải đi một chuyến. Nếu đã tính một quẻ, không có, êm giữ vậy vào xem là được đồng tiền là sư phụ lưu cho mình. Cho dù không tin mình, cũng phải tin tưởng sư phụ, hơn nữa lại nói tiếp, trong vạn yêu cốc, tổng cộng ba trưởng lão yêu tu, bây giờ đi ra ngoài hai người, còn lại một người. Trên lý thuyết mà nói, mình chỉ cần tránh đi một trưởng lão yêu tu này, nguy hiểm trong vạn yêu cốc sẽ giảm xuống trên diện rộng. Mà quy mô của vạn yêu cốc, hoặc nhìn rất lớn. Sơn cốc lớn như vậy, mình cũng sẽ không thật sự xui xẻo như vậy, sẽ bị một trưởng lão yêu tu duy nhất này bắt được mặt họa khẽ vuốt cầm. Trên bạch cốt đạo, đóng chặt quan tài của ba người tiểu một đầu, khóa trên một chiếc xe, bị mấy yêu tu lôi kéo, đang từng bước một đi đến vạn yêu cốc, càng ngày càng xa, sắp không nhìn thấy nữa. Việc này không nên chậm trễ, mặt họa lập tức lên đường. Hắn thi triển tiểu ngũ hành thuật che giấu tung tích, ẩn nấp thân hình, bọc lấy trận pháp thần đạo, lại sao chép hắc bào yêu tu trận pháp, nhảy xuống từ trên cây, nhẹ nhàng rơi xuống đất sau khi rơi xuống đất mặt họa nhìn chung quanh một chút xác định không có yêu tu khác lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước lên thông đạo bạch cốt toàn bộ thông đạo được xây dựng từ bạch cốt đạp lên có chút cứng chân còn có loại cảm giác âm trầm nhưng cũng may không có dị thường gì khác mặt họa liền ẩn thân ẩn nấp dọc theo thông đạo bạch cốt đi thẳng về phía trước tốc độ tiến lên của đại đội yêu tu tương đối chậm đại khái sau thời gian một nén nhang mặt họa liền nhìn thấy quan tài kia quan tài đóng chặt lấy xích sắt khóa chặt ở trên xe bốn phía tràn đầy yêu tu nghĩ biện pháp trà trộn vào mặt họa hơi suy tư bỗng nhiên thoáng nhìn qua nhìn thấy phía trước cách đó không xa còn có một chiếc yêu xa trên xe có lồng sắt trong lồng giam giữ một con hắc hùng yêu hắc hùng yêu bị xiềng xích trói buộc ánh mắt màu đỏ tươi dữ tợn tràn ngập bạo ngược chỉ có thể không cam lòng gào thét mặt họa nhìn một chút phát hiện trên xiềng xích dùng chính là trận pháp. Xiền xích này ngược lại là xiền xích bình thường, dùng chính là kim tỏa trận của ngũ hành hệ, hơn nữa là xiền xích chế thức. Xem ra là yêu tu, từ một vài gia tộc, chọn mua, đến, ánh mắt mặt họa khẽ động, gián sát bên mép bạch cốt đạo, trón rén đi về phía trước, bắt đầu động tay động chân trên xiền xích. Bạch cốt thông đạo bị đè nén, đám yêu tu cúi thấp đầu, cung kính tiến lên, nhất thời cũng không có phát hiện. Một tia mực xuất hiện, trên xiềng xích của hắc hùng yêu thẩm thấu lan tràn bóp méo trận văn trên xiềng xích bất quá một lát trận văn khóa vàng đã bị phá giải vi quan lóe lên kim tỏa trận mất đi hiệu lực hắc hùng yêu bị xích sắt trói buộc đè nén hung tính chỉ trong nháy mắt đã phát hiện trói buộc của bản thân đột nhiên biến mất trong mắt nó hồng quang lóe lên lập tức hung tính đại phát trên con đường xương trắng bị đè nén bỗng nhiên vang lên một tiếng trống hung ác hắc hùng yêu xé nát xiềng xích đánh văng lồng giam đánh đổ yêu xa cắn tới một con yêu tu bên cạnh yêu tu kia bất ngờ không kịp đề phòng bị con gấu yêu kia nuốt mất nửa người phụ cận lập tức rối loạn chuyện gì xảy ra con mẹ nó cái nhiệt súc này làm sao tránh thoát mau bắt lấy nó một đám yêu tu lập tức yêu hóa chém dết cùng hắc hùng yêu mặt họa sớm đã lẫn đi xa gấu yêu cấp hai thực lực cũng rất mạnh lúc này hung tính đại phát, hoặc bắt hoặc cắn, dị thường khó giải quyết. Yêu tu bị liên lụy càng ngày càng nhiều. Yêu tu trong giữ ba người tiểu một đầu cũng không thể không bị ép tham chiến, nhau nhau mở ra yêu văn, thân thể yêu hóa, giao thủ với hùng yêu này. Thừa dịp giao chiến say xưa, lúc yêu tu ứng phó không xong, mặt họa nhìn cơ hội, vụn trộn chui vào dưới xe quan tài. Sau một lúc lâu, hỗn loạn dừng lại, gấu đen yêu bị chế phục nhưng cũng có hai tên yêu tu bị hao tổn. Một yêu tu bị hắc hùng yêu cắn đứt nửa thân thể. Một người khác thì trong lúc giao chiến đã rơi xuống bạch cốt đạo, rơi vào huyết khê, lúc này thần thức thất thường, giống như bị điên. Những yêu tu khác không thể không kết liễu hắn. Chết mất hai người, có yêu tu giận dữ, lúc này muốn làm thịt hùng yêu, lại bị ngăn cản. Công tử nói, những yêu thú này muốn sống, người dám giết nó ngay lúc này, không muốn sống nữa sao, nhưng mà, chết hai người có người cười lạnh, vậy thì sao? Bây giờ chúng ta, đã không tính là, người, nữa. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Cũng có người nghi hoặc, yêu súc này thật tốt, sao đột nhiên lại nổi điên? Không phải có xiền xích buộc sao, có yêu tu tra xét xiền xích một chút. Nhưng xiền xích bị kéo đến nát bấy, trận văn phía trên, thất linh bát lạc, yêu tu cũng nhìn không ra cái gì, chỉ mắng nhất định là tên vương bát đảng nào đó, làm việc sơ ý không khóa chặt yêu súc này con mẹ nó thiếu chút nữa hại chết lão tử lần sau ai còn dám qua loa ta lột da nó được rồi một yêu tu tư lịch già nhất thực lực mạnh nhất lạnh lùng nói lên đường sớm một chút đừng nói nhảm một đám yêu tu đều đè đề nén giận cúi đầu xuống cửa lớn vạn yêu cốc sắp đóng lại yêu tu kia dùng giọng già nua nói những yêu tu khác cứ như vậy vứt thi thể hai yêu tu đã chết xuống sau đó một lần nữa xếp thành hàng kéo theo yêu xa, dọc theo thông đạo bạch cốt, tiếp tục hướng vạn yêu cốc tiến lên. Chỉ là chúng nó cũng không biết, dưới một chiếc xe kéo quan tài, trà trộn vào một tiểu tu sĩ, nguy hiểm, luyện yêu sơn, trong một mảnh núi rừng. Núi đá vỡ vụn, cây cối đổ sập, mặt đất giống như khe rảnh do móng vuốt sắc bén của yêu thú xé rách. Khắp nơi đều là cảnh tượng tu sĩ chém giết tàn phá. Phương tử du mặt trầm như nước, thái hư kiếm lơ lửng trước người, kiếm ý quanh thân nghiêm nghị, nhưng đạo bào trên người lại có thêm mấy vết cắt, dưới vết cắt máu me đầm đìa. Trong máu thịt thậm chí còn có yêu độc. Ở bên cạnh hắn, trưởng lão sung hư môn mặt trắng như tờ giấy, trước ngực có một vết máu, phía sau lưng có một vết máu, ngoài ra có vô số vết thương lớn nhỏ, tay cầm kiếm đều đang run rẩy hiển nhiên thương thế rất nặng. Mà đối diện bọn họ, là hai yêu tu kim đang hậu kỳ. Hai yêu tu này, một hóa thành hùng yêu, thân cao thể tráng, tựa như một ngọn núi nhỏ một người khác mặt như rắn độc lè lưỡi trên người bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết thương nhưng ỷ vào yêu khí bàn bạc thương thế đang dần dần khôi phục hai bên giao chiến đến bây giờ mỗi bên thi triển thủ đoạn đây là sinh tử chém giết, không chút tình cảm chỉ là sung hư trưởng lão trọng thương quân tử du gần như là lấy một địch hai áp lực quá lớn cho nên khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong lúc này song phương giằng co cục diện có chút giằng co ánh mắt tuân tử du lạnh lẽo, trầm giọng nói, nghiệt súc, các ngươi đến tột cùng là ai, ánh mắt hai yêu tu tà dị, cũng không mở miệng. Tuân tử du chỉ điểm ra, vận chuyển linh lực kim đang tới cực hạn, thái hư kiếm ý quanh thân dung nhập vào kiếm quang, cũng như ánh sao trút xuống, rực rỡ bất phàm. Trong thái hư môn, truyền thừa thần niệm hóa kiếm chân quyết đoạn tuyệt, nhưng thái hư kiếm ý còn lưu lại một ít truyền thừa lân phiến. Chỉ là kiếm ý vốn đã khó tu kiếm ý của tuân tử du cũng không tính là tinh xảo nhưng lúc này dùng để đối phó hai yêu tu này cũng đủ rồi nếu không liều mạng phát huy ưu thế của kiếm tu một kiếm định càng khôn cứ đánh như vậy cứng đối cứng tiêu hao hai kiếm tu của mình khẳng định không phải đối thủ của hai yêu tu này trên người tuân tử du kiếm ý bốc lên thần sắc của hai con kim đang yêu tu cũng có chút ngưng trọng sau đó bọn chúng nở nụ cười âm hiểm muốn ra tay trước, giải quyết trưởng lão sung hư môn bị trọng thương trước, sau đó mới từ từ bào chế tuân tử du. Nhưng trên trời ánh trăng lóe lên, âm khí nhạt đi, xa xa trong rừng, yêu khí cũng dần dần tiêu tán. Hai yêu tu bỗng nhiên ý thức được, thời gian sắp đến, không thể lại dây dưa tiếp. Thân hóa hùng bi và hai yêu tu mặt như độc xà, liếc nhìn nhau, cực đầu nhẹ, không ham chiến nữa, chọn một phương hướng chạy trốn. Phương hướng chúng bỏ chạy, cũng không phải rừng rậm, cũng không phải vạn yêu cốc mà là nội sơn của luyện yêu sơn giờ này khắc này bọn chúng quả quyết không có khả năng trở về vạn yêu cốc nếu không chính là dẫn đường cho người ngoài dẫn sói vào nhà chỉ có thể đi vào nội sơn trong nội sơn hoàn cảnh hiểm ác tam phẩm yêu thú tụ tập lại là nơi ẩn thân tốt nhất tuân tử du vừa định đuổi theo bỗng nhiên bị trưởng lão xung hư môn giữ chặt trước cứu người tuân tử ngẩn ra trưởng lão hư môn vẻ mặt chua xót nói đứa nhỏ tiếu nhi kia ta không coi chừng ánh mắt tuân tử du ngưng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trưởng lão hư môn lắc đầu mặt trắng như tờ giấy cắn răng nói ta không kịp nói tỉ mỉ trước tiên tìm người nếu như tìm không thấy ta chính là phạm vào tội lớn muôn lần chết khó chuột căn bản không có cách nào bàn giao với lão tổ liệt tổ liệt tông của xung hư môn vẻ mặt tuân tử du nghiêm nghị gật đầu nói được sau đó lại hỏi đứa nhỏ kia bị bắt đi đâu rồi hướng về phía trưởng lão hư môn chỉ một cái phương hướng một đám yêu tu tự hồ bắt được tiếu nhi hướng phương tây bỏ chạy tuân tử du nhìn theo hướng hắn chỉ bỗng nhiên trong lòng rùng mình phương hướng này vừa vặn là hướng rừng rậm cũng chính là phương hướng vạn yêu cốc yêu tu bắt được lệnh hồ tiếu đi vạn yêu cốc đồng tử của tuân tử du hơi co lại trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt sau đó đột nhiên nhớ lại mình cũng có trách nhiệm trong người hắn lập tức lấy thái hư lệnh ra khi nãy tự chiến với hai yêu tu cường đại, sinh tử một đường, không rảnh chú ý đến hắn. Hắn căn bản không có lưu ý đến động tĩnh trong thái hư lệnh. Lúc này thần thức chìm vào xem xét, một đống tin tức liền xông ra, tuân trưởng lão, ngài không sao chứ, ngài đã về rồi sao, tuân trưởng lão, xảy ra đại sự, yêu tu bắt được thái A môn Âu Dương Một, còn có xung hư môn lệnh Hồ Tiếu, đi vào trong vạn yêu cốc này, tuân trưởng lão, có ở đây không, ta trước trà trộn vào vạn yêu cốc nhìn xem tuân tử du nhất thời tê cả da đầu, mặt không còn chút máu. Xong, chỉ sợ mình cũng phải, chết vạn lần cũng khó chuột. Thẹn với liệt tổ liệt tông của lão tổ cùng thái hư môn tay hắn có chút run rẩy, chậm rãi gửi tin nhắn cho mặt họa nói, mặt họa, ngươi không sao chứ, ngươi, vào vạn yêu cốc rồi, đối diện yên lặng một lát, không có tin tức truyền đến. Tâm tình tuân tử du trầm xuống từng chút một, cả người như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt ngay khi hắn gần như tuyệt vọng thái hư lệnh rung lên tuân tử treo lơ lửng tim như sắp chết cũng đột nhiên rung lên lập tức cúi đầu nhìn lại trên lệnh thái hư truyền đến tin tức của mặt họa đúng vậy ta thành công trà trộn vào tất cả an toàn phía sau phát họa ra một khuôn mặt tươi cười tuân tử nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài còn tốt trái tim treo cao thiếu chút nữa đã chết sau đó hắn lập tức hỏi mặt họa ngươi làm sao đi vào, đối diện trì hoãn một hồi, tự hồ tín hiệu cảm ứng nguyên từ không tốt lắm, một lát sau, mới truyền đến tin tức. Mực vẽ, ta trốn dưới xe, trà trộn vào rồi. Tuân tử du, ngươi vừa nói lệnh hồ tiếu cũng bị bắt, ừm. Còn có tiểu một đầu, cũng chính là Thái A Môn, Âu Dương Một của Âu Dương Gia. Mặt họa truyền thư nói. Tống tiệm bị anh theo bản năng quên mất. Tuân tử du nhíu mày, ngươi còn có thể đi ra sao tuy nói thái a môn và đệ tử xung hư môn cùng một mạch với thái hư môn mặc kệ không tốt lắm nhưng hắn khó tránh khỏi cũng có chút tư tâm thân sơ luôn phải phân chia sự an toàn của mặt họa tự nhiên là đứng đầu nếu như vì cứu đệ tử khác để mặt họa mạo hiểm hắn khẳng định là không vui càng đừng nói bên phía lão tổ nếu như lão tổ biết tiểu đệ tử vạn yêu cốc hung hiểm như vậy mặt họa đi vào trưởng lão như hắn ngược lại ở bên ngoài, không lột da mình, đánh gãy chân mình không được. Cho nên, ưu tiên cam đoan mặt họa an toàn, những chuyện khác, sau đó lại cân nhắc. Trong vạn yêu cốc, mực vẽ còn giống như con mèo nhỏ, giấu ở đáy quan tài, nhìn chung quanh một chút, phát hiện một mảng tối đen. Thần thức cảm giác được, bên trong cũng là một vách đá lạnh lẽo huyết tinh. Trên đường đến đây, cánh cửa lớn giống như miệng yêu thú khổng lồ cũng đã đóng lại. Xem ra, tạm thời là không ra được mặt họa liền truyền thư cho tuân tử du cửa lớn đóng lại không ra được tuân tử du tê cả da đầu vạn nhất mặt họa có cái gì tốt mình thật chết chắc rồi ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận tốt nhất cất giấu đi không nên gấp gáp cũng không nên mạo hiểm lấy an nguy của bản thân làm đầu ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ừm mặt họa nói tuân trưởng lão ngài yên tâm đi tuân tử du nhẹ nhàng thở ra nhưng nghĩ lại trong lòng lại thấp thỏm. Bây giờ căn bản không phải lúc yên tâm. Mặt họa tiến vào vạn yêu cốc, tựa như, bánh bao thịt, tiến vào bầy sói, nếu không chú ý, sợ là hài cốt không còn. Trong lòng tuân tử du phát lạnh, trầm tư một lát, liền nói với trưởng lão hư môn, ngươi và ta nhanh chóng trở về tông, bẩm báo lão tổ. Lần này là mình thất trách, gây thành sai lầm lớn. Nhưng chính vì, sai lớn, càng không thể gạt lão tổ, không thể ôm hy vọng, ở đây tự cho là thông minh mất bò mới lo làm chuồng nếu không sai lầm lớn rất dễ dàng ủ thành lớn bản thân có bị trách phạt hay không không quan trọng quan trọng là mặt họa quyết không thể có sơ xuất trưởng lão sung hư môn cũng hiểu rõ sắc mặt trắng bệch gật đầu tuân tử du hơi trầm tư nghiêm túc nói nhớ kỹ chỉ nói cho lão tổ những người khác không được tiết lộ một chút phong thanh trưởng lão sung hư môn khẽ giật mình sau đó ánh mắt ngưng tụ Ý ngươi là tuân tử du khẽ gật đầu. Có thể thiết kế từ bên trong sung hư môn, dẫn đệ tử thiên kiêu vào luyện yêu sơn. Với yêu tu kim đan, trưởng lão kim đan âm thầm phục kích đệ tử hộ vệ. Bên trong sung hư môn, khẳng định có vấn đề. Trưởng lão sung hư môn cũng ý thức được, sắc mặt khó coi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về bẩm báo với lão tổ, tuân tử du nói. Trưởng lão hư môn gật đầu. Trước khi đi, tuân tử du cuối cùng lại dặn dò mặt họa một câu, giấu kỹ, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm, ta trở về gọi người. Chỉ là thái hư lệnh, dường như còn có chút trì hoãn. Sau một lúc lâu, mặt họa trả lời được, nhưng sau đó, mặt họa lại nói, trưởng lão, còn có một chuyện rất quan trọng. Tuân tử du nghi mặt, chuyện gì, mực vẽ, sau khi về tông, nhớ kỹ thay ta nghỉ ngơi. Lúc trước hắn xin nghỉ, nhưng chỉ mời mấy ngày, mà bây giờ tiến vào vạn yêu cốc, không biết lúc nào có thể trở về. Cho nên giả này, nhất định phải giả một chút. Tuân tử du nhất thời không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng bất đắc dĩ, yên lặng thở dài. Đứa nhỏ này, lòng dạ thật sự lớn, thái hư môn, trưởng lão cư. Cả người tuân lão tiên sinh hờ hững đứng đó, khí tức quanh thân lại như cơn bão nuốt chửng tất cả âm thanh. Đôi mắt già nua của hắn không còn đục ngầu, hàng quang trong vắt, sắc bén đến dọa người. Tuân Tử Du cúi đầu đứng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám nói một câu. Hắn vừa mới trở về, nói chuyện của mặt họa cho lão tổ, liền thấy ánh mắt lão tổ biến đổi, khí tức trong nháy mắt kinh khủng đến cực điểm. Hắn biết, lão tổ thật sự tức giận. Tuân Tử Du cắn răng, đáy lòng run rẩy. Tuân lão tiên sinh chỉ hờ hững nhìn Tuân Tử Du một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới trước bàn sách. Trước bàn sách bày một cái thiên cơ la bàn. Nhưng la bàn này, cùng la bàn Tuân lão tiên sinh trước đó dùng, cũng không giống nhau, màu sắc càng sâu, vị tích nhân quả càng nhiều, nhìn cũng càng phức tạp. Tuân lão tiên sinh nín thở ngưng thần, thôi diễn trên la bàn một lát, bỗng nhiên ngẩn ra, lúc này mới chậm rãi thu liễm khí thế đáng sợ trên người. Tuân Tử thở dốc một lát, nhỏ giọng thăm dò hỏi, "Lão tổ, Tuân lão tiên sinh lạnh lùng nhìn Tuân Tử Du một cái, lạnh nhạt nói, "Chuyện xảy ra có nguyên nhân, cái này cũng không trách ngươi." Tuân Tử Du thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy áp lực như núi đè lên vai cuối cùng cũng dịu đi một chút nhưng mà tuân lão tiên sinh lại nói mặt họa gặp nạn người cũng không thoát khỏi liên quan tuân tử du chắp tay nghiêm nghị nói việc này thật là vãn bối thất trách tuân lão tiên sinh thấy hắn có can đảm đảm đương không tìm lý do từ chối khẽ gật đầu tuân tử du thấp giọng hỏi lão tổ chúng ta nên làm gì hắn ta cũng có ý tưởng nhưng hắn ta không có quyền lực hơn nữa có một số việc hắn cũng không làm chủ được sự tình thành bại hắn cũng không chịu trách nhiệm cho nên chỉ có thể hỏi lão tổ tuân lão tiên sinh hơi trầm tư phân phó nói người bảo tất cả đệ tử nội môn trúc cơ đỉnh phong trong tông môn trưởng lão kim đan chỉ cần không chịu giáo không có nhiệm vụ trong người thì xúc động toàn bộ đi luyện yêu sơn trong coi cho ta muốn tấn công mạnh mẽ sao tuân tử du hỏi tuân lão tiên sinh nhớ mày không khỏi nghĩ đến lúc nãy trên thái hư la bàn có dự báo nhân quả có kinh vô hiểm kia như có điều suy nghĩ hắn suy nghĩ một chút chậm rãi nói không vội tuân tử du ngẩn ra không vội ừm tuân lão tiên sinh chậm rãi gật đầu ngươi để cho đứa bé mặc họa kia một mình ở bên trong lưu manh nhìn ý của lão tổ là tuân tử du cao mày nói tôi luyện hắn tuân lão tiên sinh khẽ vuốt cầm, trầm giọng nói phàm là người có thiên tài cánh vác trọng trách lớn, mục tiêu tất phải xa rộng, đi tới tất gia nguy, tất trải qua ngàn khó vạn khổ ma luyện, ngàn cân treo sợi tóc nguy hiểm, khó tránh khỏi trắc trở nhấp nhô trong lòng tuân tử du rùng mình. Hắn không ngờ lão tổ lại kỳ vọng cao như thế đối với đứa nhỏ mặt họa này. Tuân lão tiên sinh hơi dừng lại, tiếp theo lại nói trước kia, ta chỉ coi mặt họa là một đứa trẻ ngây thơ, cho nên sợ hắn gặp phải nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra, ta tự hồ có chút nhìn lầm ánh mắt tuân lão tiên sinh có chút ý vị sâu xa. Đứa nhỏ này, tâm tư hoàn toàn đơn thuần, nhưng kỳ thật lại không đơn thuần như mình nghĩ chủ kiến ngũ hành đồ yêu đại trận, trấn sát đại yêu phong không. Có thể được thiên tư tuyệt đỉnh, người, không coi ai ra gì, kia thu làm đệ tử. Có thể lẻ loi một mình, trèo non lội suối, từ ly châu đi tới càn châu cầu học. Vừa vào thái hư môn không bao lâu, liền có thể đi theo sư huynh sư tỷ ra ngoài truy nã tội tu. Cái chết của hỏa Phật Đà, cũng không thoát khỏi liên quan với hắn. Hơn nữa, ở luyện yêu sơn còn có đệ tử đồng môn, săn giết yêu thú, tu hành ngự kiếm đứa nhỏ như vậy, sao có thể thật sự, đơn thuần, không có một bụng, nước xấu, mới là lạ. Tuân lão tiên sinh thở dài trong lòng mình bị khuôn mặt nhỏ, vô hại, khi lừa tuân lão tiên sinh suy nghĩ một lát, lại nói đứa nhỏ mặt họa này thông minh lanh lợi, suy nghĩ chu toàn, hắn đã dám vào vạn yêu cốc này, nói rõ trong lòng hắn ít nhiều có chút tự tin. Tu đạo dài dằng dặc, hiểm ác tùng sinh, tông môn không có khả năng một mực bảo hộ hắn ma luyện thích hợp là nhất định thủ đoạn bảo vệ tốt nhất là để hắn học được tự bảo vệ mình lần này trước hết để cho chính hắn tìm tòi chính mình mưu sinh tuân tử du giật mình sau đó cảm khái lão tổ đối với đứa nhỏ này thật đúng là dụng tâm lương khổ vâng tuân tử du chấp tay nói sau đó lại hỏi vậy còn điều động nhiều người từ tông môn như vậy sao tung lão tiên sinh trầm ngâm một lát gật đầu nói, sếp, cho dù không có chuyện mặt họa, vạn yêu cốc cũng không thể lưu lại được. Dưới mí mắt tông môn chúng ta, làm ra chuyện xấu xa bực này, thật đúng là không biết sống chết, lần này phải tách vạn yêu cốc ra, xem những người này rốt cuộc đang mưu đồ cái gì. Tuân tử du chấp tay, vâng. Tuân lão tiên sinh cuối cùng phân phó, ngươi triệu tập nhân thủ, ẩn nấp làm việc, vây quanh vạn yêu cốc. Dùng thái hư lệnh, đúng giờ liên hệ mực vẽ nếu có thể liên lạc được thì án binh bất động, nếu là liên lạc không được, ánh mắt Tuân lão tiên sinh lạnh lẽo, vậy thì không cần do dự, không tiếc bất cứ giá nào, sang bằng vạn yêu cốc, nói xong Tuân lão tiên sinh trầm tư một lát, vẫn còn lo lắng, lại lấy ra một tấm kiếm lệnh, đưa cho Tuân Tử Du. Tuân Tử Du vừa thấy kiếm lệnh, ánh mắt lập tức hoảng sợ. Tuân lão tiên sinh nói, đây là hư không kiếm lệnh, ngươi hẳn phải biết, nếu như tình huống khẩn cấp, hoặc gặp không thể địch lại lúc này thôi phát kiếm lệnh này ta sẽ hủy trận pháp của luyện yêu sơn phá toái hư không cưỡng ép giáng lâm dùng động hư chi lực nghiền vạn yêu cốc thành cho bụi tâm thần tuân tử du run rẩy hiểu rõ quyết tâm của lão tổ lập tức cúi đầu nói cẩn tuân hiệu lệnh của lão tổ cùng lúc đó phía sau sơn động phủ sung hư môn bên trong phòng tựa như thời không vỡ vụn một mảnh hỗn độn hết thảy bình phong bàn bàn bày biện đều đã bị nghiền nát bấy hướng hư lão tổ giận không kèm được đi ngươi phái người đi cho dù sang bằng núi luyện yêu, cũng phải tìm Tiếu Nhi trở về cho ta, tông môn sắp sửa đổi chế độ, rất có thể lệnh Hồ Tiếu sẽ quyết định xung hư môn lần này sẽ tiến hay lui. Thậm chí, ở thời kỳ mấu chốt này, đệ tử này so với đại đa số trưởng lão bên trong xung hư môn đều trọng yếu hơn nhiều. Tuyệt đối không thể có một chút sơ suất. Trưởng lão thân chịu trọng thương, khí tức suy yếu, sắc mặt ấy nấy, nhưng vẫn cắn răng nói: "Lão tổ, không thể giống trống khu chiên lão tổ giận dữ, nhưng thấy bộ dáng trưởng lão thê thảm như thế, rốt cuộc vẫn mềm lòng vài phần. Đã tận lực, nhưng bị tính kế, quả thật không thể làm gì. Xung hư lão tổ khí tức bình phục một chút. Trưởng lão xung hư môn nhân cơ hội liền giải thích, bụt cười, là một đám yêu tu, không biết mua đồ cái gì, một khi việc này làm lớn, liền không cứu vãn được nữa. Thậm chí, yêu tu bị bức ép đến mức nóng nảy, cũng có khả năng giết phiếu hướng hư lão tổ trao mày, bỗng nhiên hỏi, người nói, bên phía thái hư môn có đệ tử trà trộn vào, không tệ trưởng lão hư môn ho một tiếng, đè thương thế xuống, trầm giọng nói thái hư môn đệ tử, chính là cái tên gọi, mặt họa, kia, không biết như thế nào, trà trộn vào trong sào huyệt yêu tu. Hình như hắn biết tung tích của tiếu nhi. Lão tổ thở vào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, mặt họa hắn gật đầu, sau đó lập tức nói, ngươi gọi một số người đi tìm thái hư môn, thương lượng cùng nhau hành động, hai người này, không còn một người vâng hướng hư môn trưởng lão nói còn có một người của thái a môn lão tổ nói thầm bà nội nó ba cửa gom đủ không thiếu một cái hắn lại nói tiếp cứu hết ba đứa trẻ này ra thái hư môn bên kia nếu như biết nhiều tình báo một chút cứ để bọn hắn chủ đạo các ngươi phối hợp cứu người là trên hết không nên xung đột trưởng lão hư môn chắp tay nói vâng sau đó hắn định quay người rời đi lại đột nhiên bị sung hư lão tổ gọi lại hướng hư lão tổ nhíu mày ngưng âm nói tìm một vài người đáng tin cậy trưởng lão hư môn khẽ giật mình sau đó nhẹ gật đầu còn có sung hư lão tổ trầm tư một lát ánh mắt phát lạnh cũng trân trọng lấy ra một tấm kiếm lệnh giao cho sung hư môn trưởng lão thanh kiếm này để ngươi cầm lấy gặp chuyện không quyết định được vậy thì thôi phát kiếm lệnh đi toàn thân trưởng lão chấn động thần sắc có chút khó có thể tin. Sau đó hắn rất nhanh liền ý thức được, lời lão tổ nói lúc trước, tông môn giới hạn càng học châu thay đổi chế độ, chính là đại biến cục ngàn năm không gặp, chỉ sợ cũng không phải là nói dối. Đứa nhỏ tiếu nhi này, cũng quan trọng hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Trưởng lão lập tức nói, vâng. Nhưng hắn lại có chút chần chờ, thế nhưng, trong luyện yêu sơn, bày trận pháp, cấm hành vũ hóa. Động hư cưỡng ép giáng lâm, cũng vi phạm cấm lệnh của càng học châu giới không nghĩ được nhiều như vậy, động hư lão tổ thở dài. Trưởng lão hư môn rùng mình, cúi đầu nói, vâng, vãn bối nhất định lập công chuộc tội, cứu tiếu nhi ra. Luyện yêu sơn Hai con kim đang yêu tu ẩn nút trong sơn động. Một người dáng người khôi ngô, mặt mũi dữ tợn, tựa như gấu lớn. Một người hình thể gầy thấp, lông mày dài hẹp, mặt giống như rắn độc. Con mẹ nó, tính sai, Ý tưởng này thật sự kém, chúng ta biết cái tên trưởng lão tu kiếm khí xung hư môn kia, nhưng cái tên trưởng lão ngự kiếm bằng hư, quanh thân còn mang theo kiếm ý kia, từ đâu xuất hiện, lai lịch ra sao? Yêu Tu dáng người khôi ngô, giống như gấu đen, nhíu mày nói: "Xem ra, giống như là Thái Hư Môn Yêu Tu mặt trắng vừa gầy vừa thấp giọng mắng: "Đêm hôm khuya khoắc, hắn một cái trưởng lão Thái Hư Môn, ăn no rửng mỡ, chạy vào luyện yêu sơn làm cái gì?" Phá hỏng chuyện tốt của lão tử, tên gấu Yêu Tu nghĩ mãi mà không rõ. Lắc đầu, hoặc là ban đêm trực ban, ở trong núi tuần tra. Yêu tu mặt trắng nói: "Nếu không có hắn vướng víu, hai yêu tu chúng ta chém giết gần người, trưởng lão xung hư môn kia, sợ là đã sớm chết ở trong núi này rồi." Lập tức hắn lại dậm chân tức giận mắng, tên phế vật lão tam kia, đã nói với hắn bao nhiêu lần, chỉ cần ngăn chặn là được rồi. Hắn lại yêu khí lên não, mở heo che lòng, muốn thử xem kiếm khí của sung hư môn sắc bén hay không kết quả bị trưởng lão sung hư môn kia một kiếm cắt đứt cánh tay còn muốn chúng ta chùa đít quả nhiên là phế vật lão tam đi đâu rồi không biết yêu tu mặt trắng cười lạnh đoán chừng cũng núp ở nội sơn yêu tu gấu đen nhìn khôi ngô bạo ngược tính tình ngược lại trầm ổn hơn rất nhiều hắn trầm tư một lát không hiểu hỏi đại ca việc này vốn có thể chậm chậm mua toan không lộ ra dấu vết vì sao phải gấp gáp như vậy ngươi không hiểu yêu mặt trắng tu đạo mấy đệ tử này đều là mấu chốt đồ tiên sinh đã tính rồi hắn nói bây giờ động thủ bắt ba tên tiểu quỷ này tuy nguy hiểm nhưng đã là thời cơ cuối cùng qua thời cơ này về sau lại muốn bắt chỉ sợ cũng không có cơ hội cho nên chúng ta mới cưỡng ép xuống tay gấu đen yêu tu không hiểu sau này bắt thì có thể làm sao yêu tu mặt trắng nhíu mày đồ tiên sinh nói nhân quả dây dưa biến số nhiều hắn cũng coi như không chuẩn, dù sao có thể bắt thì bắt, cũng đúng. Dĩ nhiên, trước tiên phải nắm tiền cược trong tay mình, yêu tu gấu đen chậm rãi gật đầu, lập tức nhớ mày, vạn yêu cốc sẽ không xảy ra sự cố chứ, yêu tu mặt trắng trầm tư một lát, cười lạnh một tiếng, trong cốc có thể xảy ra đường rẽ gì, những trưởng lão chúng ta chỉ là tọa trấn trong vạn yêu cốc, trận pháp đầy đủ, yêu quy sâm nghiêm, tự thành hệ thống. Chế độ xây dựng trong cốc, dọc theo tập tiếp chính là vạn yêu sơn một trong những cự phách ma đạo yêu môn, ngàn vạn năm truyền thừa sâu xa làm sao có thể xảy ra sự cố chúng ta có ở đây hay không đều không có chút ảnh hưởng nào huống chi hết thảy sự tình trong cốc đều có các công tử chủ quản không cần quan tâm tên gấu yêu tu gật đầu nói đúng vậy yêu tu mặt trắng nhìn chung quanh giọng gian xảo nói chúng ta ở chỗ này tránh đầu sóng ngọn gió về sau tìm được lão tam chờ đầu sóng ngọn gió qua lại cùng nhau trở về vạn yêu cốc vâng Đại ca Thái hư môn và sung hư môn, mặt ngoài gió êm sóng lặng, vụn trộn triệu tập một đám trưởng lão và đệ tử nội môn, hội hợp ở trong núi luyện yêu. Sau đó tuân tử du dẫn theo, bí mật hành động, đi tới trong rừng rậm bên ngoài vạn yêu cốc. Mọi người nhìn thấy được suối máu đỏ tươi, nhìn thấy khắp nơi đều là xương trắng, nhìn thấy vạn yêu cốc như ẩn như hiện phía xa xa, âm u không rõ, nhao nhao hít sâu một hơi. Đây là, yêu khí thật đậm đặc trong luyện yêu sơn lại còn có nơi như thế này. Đường đường là châu giới càng học, giữa ba ngày ban mặt lại có nhiều yêu nghiệt ẩn thân như vậy, thật sự là buồn cười, ngay cả trưởng lão sung hư môn biết trước đó, cũng là ánh mắt chấn động. Trước đây hắn chỉ nghe tuân tử du đề cập, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, lúc này tận mắt nhìn thấy còn rung động hơn dự đoán. Giống như là bề ngoài nhìn ra nhà sáng sủa sạch sẽ, sau khi nhấc sàn nhà lên phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, một đống dáng lít nha lít nhíp đã đang cắm ổ tuân tử du liếc mắt nhìn trưởng lão hư môn một cái hỏi thượng quan thương thế của ngài thế nào rồi trưởng lão sung hư môn tên huyền kiến họ thượng quan là đệ tử thượng quan gia mặc dù cũng là dòng chính nhưng cách xa gia chủ thượng quan gia ngày thường cũng không tiếp xúc nhiều thượng quan huyền kiến lão tổ ban thưởng đang dược sau khi ta uống vào sẽ tốt hơn nhiều điều dưỡng một chút là được không nói đến chuyện này nữa làm sao bây giờ trước tiên cứ chờ hành sự tùy theo hoàn cảnh tuân tử du nói thượng quan huyền kiến nhíu mày thái hư môn các ngươi tiểu trận sư kia trà trộn vào rồi ừm tuân tử du gật đầu hắn sẽ không sao chứ thượng quan huyền kiến có chút lo lắng tuân tử du khó mà nói mặc dù mặc họa thiên tư thông minh làm việc cơ linh nhưng trong đó dù sao cũng là vạn yêu cốc yêu tu tụ tập một khi sơ sẩy sợ là sẽ bị yêu tu gặm đến thì cốt không còn nhưng bây giờ muốn cứu người vẫn phải dựa vào đứa nhỏ này tuân tử du nói ta đã hỏi qua nhưng trong vạn yêu cốc nguyên từ lưu động rất yếu hắn còn chưa về nhắm chừng phải chờ một lát nếu như qua một lúc còn không có hồi phục vậy cũng chỉ có thể cường công thậm chí tuân tử du sờ vào trong túi trữ vật tiếp dẫn cho động hư hư không kiếm lệnh có thể phá toái hư không ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía vạn yêu cốc ở xa xa trong vạn yêu cốc mặt họa lung lay thái hư lệnh trong tay trong lòng nói thầm trong cốc này tín hiệu sao lại kém như vậy chẳng lẽ có nguyên từ quấy nhiễu hiện tại hắn đang nằm trên nóc nhà một gian thạch thất thạch thất rất cao là một nhà giam lệnh hồ tiếu và tiểu một đầu bị giam ở bên trong a à đúng còn có tống tiệm mặt họa tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ liền dùng thái hư lệnh liên hệ với tuân trưởng lão một chút chỉ là nguyên từ quá yếu tin tức đứt quãng không truyền ra được mặt họa đổi vị trí, đổi góc độ, đổi phương hướng, đặt một tấm thái hư lệnh ở trong tay, dằn co hơn nửa ngày, tín hiệu mới tốt hơn một chút. Nguyên từ, tín hiệu, tốt hơn một chút, mặt họa cũng nhận được tin tức của tuân trưởng lão. Bất quá trong cốc phong bế, đến cùng vẫn là bị chút ít ảnh hưởng, từ mặt có chút mơ hồ. Tuân tử du, rất nhiều trưởng lão nội môn của Thái Hư Môn ta và Xung Hư Môn đã đóng giữ trong rừng rậm đằng sau từ mặt có chút ảm đạm, nhưng chữ viết vẫn có thể nhận ra. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đồng loạt ra tay, cường công vạn yêu cốc, cứu các ngươi ra. Nếu như tình thế quá khẩn cấp, lão tổ cũng sẽ ra tay đương nhiên những lời này tuân tử du không nói ra. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không tốt nhất đừng làm phiền lão tổ. Thư không kiếm lệnh cũng là có thể không dùng thì không dùng. Ngũ phẩm càng học châu giới, động hư phong đỉnh, một khi lão tổ ra tay, chính là đại sự, sẽ ở giữa các tông môn dẫn tới chấn động huống chi còn là luyện yêu sơn ở cấm hành vũ hóa động hư lão tổ nếu cưỡng ép tiến vào nhất định sẽ hủy trận pháp phong sơn cũng vi phạm lệnh cấm của càng học châu chuyện phiền toái theo đó mà đến quá nhiều rất khó giải quyết tốt hậu quả Mặt họa không biết chuyện tôn lão tiên sinh đưa hư không kiếm lệnh chỉ biết bên ngoài có một đống trưởng lão nội môn nhưng cũng bởi vậy an tâm rất nhiều có thể đảm nhiệm chức trưởng lão trong nội môn thái hư môn một trong bác đại môn tu sĩ kim đan như vậy cũng rất mạnh rất mạnh gia tộc tam phẩm đặt ở bên ngoài đều xứng đáng là lão tổ một nhà nhưng dù vậy vẫn không thể để cho họ tùy tiện cường công có vài thứ không liên quan gì đến tu vi mặt họa liền dặn dò nếu không phải vạn yêu cốc mở rộng bạch cốt đạo xuất hiện tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp cận nhất là bên ngoài huyết khê còn có bạch cốt thang bên trong vẻ đủ loại tà trận nuôi dưỡng đủ loại yêu ma sẽ ô nhiễm thần thức của người, khiến người thần trí thất thường, lâm vào điên cuồng đây là mặt họa tận mắt nhìn thấy. Trên đường đến đây, hắn vì trà trộn vào đáy quan tài, động tay chân ở trên xiền xích của hắc hùng yêu. Gấu yêu đen không còn bị trói buộc, nổi điên, trong lúc xung phong liều chết, đánh rơi một con yêu tu vào trong dòng suối máu dưới thông đạo bạch cốt. Mặt họa tận mắt nhìn thấy, trong suối máu nổi lên rất nhiều bóng dáng yêu ma dị dạng, chúng nó vươn ra bạch cốt yêu thủ, móc rỗng đầu óc của yêu tu kia. Yêu tu kia vì vậy mà mất trí điên cuồng, bị yêu tu khác giết. Bạch cốt thang này, có điểm giống, huyết điệt lộ, trong làng chài, đều là mượn, tà túy, đến phòng ngự ngoại địch, giữ vững bí mật. Chỉ tiếc, ta còn chưa có cơ hội nghiên cứu, đã vào vạn yêu cốc. Bằng không nhiều yêu ma như vậy, nói không chừng còn có thể đánh trước, nhau tế. Mặt họa trong lòng yên lặng nói. Tuân Tử Du cảm thấy mặt họa nói có chút mơ hồ. Nhất là chuyện, yêu ma, mặc dù hắn đã nghe nói qua, nhưng chưa từng tận mắt thấy, bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi bán tính bán nghi. Nhưng bộ dạng mặt họa không giống như là nói dối. Hơn nữa dưới loại tình huống này, đích xác không dễ tùy tiện tiếp cận vạn yêu cốc. Tuân Tử Du lại hỏi tình hình của hai người lệnh hồ tiếu, biết được bọn họ bị giam trong lồng giam, tạm thời coi như an toàn, cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm trưởng lão thượng quan huyền kiến của hư môn bên cạnh cũng như trút được gánh nặng. Tuân tử du suy nghĩ một chút, thần sắc nghiêm nghị, truyền thư nói, mặt họa, từ giờ trở đi, ngoại trừ ngủ nghỉ ngơi, mỗi một canh giờ, phát một cái thiên can địa chi cho ta. Nếu có canh giờ nào, ta không nhận được thiên can địa chi ngươi phát ánh mắt tuân tử du lạnh lẽo, dù thế nào, chúng ta cũng sẽ cường công vào, yêu ma cũng tốt, tà ma cũng được, căn bản không quản được. Cho dù đốt khô huyết khê, Xoắn nát một chỗ xương trắng, cũng phải cứng trắng xông vào, đem vạn yêu cốc này sang bằng, mặt họa sinh lòng cảm động. Tương trưởng lão, còn có tông môn, đối với mình cũng quá tốt rồi. Đồng thời trong lòng hắn cũng yên lặng nói, vạn yêu cốc bên trong nguyên từ tín hiệu, tốt nhất thức tướng một điểm, vạn nhất nguyên từ yếu đi, tín hiệu không tốt, số lượng của ta không có phát ra, toàn bộ sơn cốc đều phải xong đời. ừm ừm. mặt họa gật đầu, sau đó lập tức phát, giáp tử, qua sau đó trừ ngủ mỗi canh giờ đều phải phát một cái thiên can địa chi cho tuân trưởng lão sau khi gửi xong mặt họ bỗng nhiên lại có một nghi hoặc không khỏi hỏi tuân tử du tuân trưởng lão lệnh hồ tiếu và tiểu một đầu bị bắt như thế nào vậy lúc này không phải là tuần hưu theo lý mà nói bọn họ hẳn nên tu hành thật tốt ở tông môn mới đúng làm sao lại bị bắt đến luyện yêu sơn tuân tử du trả lời chuyện của âu dương một liên quan đến thái a môn tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng lệnh hồ tiếu bên phía sung hư môn đã tra xét, có người đưa một phong thư cho lệnh hồ tiếu. Lệnh hồ tiếu thấy thư, có chút lo lắng, liền một mình đi đến luyện yêu sơn thượng quan trưởng lão của sung hư môn biết được thượng quan trưởng lão. Mặt họa ngẩn ra, trưởng lão thượng quan gia sao, vâng, quân tử du nói, họ thượng quan, tên huyền kiến, xuất thân dòng chính thượng quan gia, hiện giờ đang đảm nhiệm chức trưởng lão ở sung hư môn. Thượng quan huyền kiến mặt họa chậm rãi gật đầu, nhớ kỹ cái tên này quân tử du tiếp tục nói sau khi thượng quan trưởng lão biết được thì đã chậm ông ấy lập tức chạy tới luyện yêu sơn nhưng vừa mới tiến vào luyện yêu sơn thì gặp phải một yêu tu kim đang phục kích thượng quan trưởng lão thi triển xung hư kiếm khí cắt một cánh tay của yêu tu kim đang này yêu tu kim đang bại trốn thượng quan trưởng lão không rảnh đuổi theo nó tiếp tục lên núi cứu người cũng không lâu lắm lại lọt vào hai yêu tu kim đang vây công mặc họa hỏi là hai trưởng lão yêu tu chạy trốn từ vạn yêu cốc sao đúng vậy Ương tử du thở dài. Thượng quan huyền kiến thấy một yêu tu kim đang bại trận trước, lại bị hai yêu tu kim đang khác bao vây, nếu không có cứu viện kịp thời, hiện tại rất có thể lành ít dữ nhiều. Giám giết trưởng lão sung hư môn, đám yêu tu này quả thật can dạ. Không biết là do tu luyện yêu công, sát tính quá nặng. Hay là tự tin, dù giết trưởng lão sung hư môn, cũng có thể che giấu chuyện này, không để lộ dấu vết. Hoặc là, mưu đồ của bọn chúng vô cùng quan trọng, một trưởng lão xung hư môn dù bị giết, cũng không có gì tuân tử du nhíu mày mặt họa gật đầu nhưng trong lòng không khỏi khẽ động trong vạn yêu cốc tổng cộng có ba trưởng lão yêu tu kim đan cảnh một thượng quan trưởng lão bị xung hư môn chặt đứt một cánh tay hai người khác cũng bị tuân trưởng lão ngăn cản không dám trở về cốc vậy chẳng phải là nói trong vạn yêu cốc bây giờ một kim đan cũng không có mặt họa trong lòng khiếp sợ Khó trách, mình thông qua thiên cơ tính toán, lấy đồng tiền tính họa phúc, định các hung, có thể định ra, đại cát. Mặt họa hỏi, là hai trưởng lão yêu tu chạy trốn từ vạn yêu cốc sao, hóa ra vạn yêu cốc này là một, không có gì. Đôi mắt mặt họa hơi nheo lại. Vạn yêu cốc lớn như vậy, kim đang yêu tu không có ở đây, vậy chẳng phải hắn, vô pháp vô thiên, rồi, sau đó hắn khẽ giật mình, lắc đầu. Không thể quá bành trướng, hành sự vẫn phải cẩn thận một chút vạn yêu cốc lớn như vậy nhiều yêu tu như vậy vẫn phải tôn trọng một chút nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu không có kim đan tọa trấn lá gan của hắn có thể hơi lớn một chút chuyện sau đó mặt họa đại khái liền rõ ràng hắn gật đầu sau đó truyền thư cho tuân tử du trưởng lão ngài yên tâm đi ta lặng lẽ thăm dò tình hình trước mặc dù tuân tử du không muốn mặt họa tùy tiện làm việc nhưng việc đã đến nước này, trong vạn yêu cốc chỉ có mặt họa là, nội gian, hắn không làm gì cả, cục diện vẫn luôn giằng co. Ngươi cẩn thận một chút, nhớ đúng hạn phát thiên can địa chi số cho ta. Tuân tử du trịnh trọng lặp lại một lần. Ưm ưm. Mặt họa gật đầu. Nói chuyện phím xong, mặt họa thu hồi thái hư lệnh, bắt đầu cân nhắc cục diện trước mắt. Trước hết, hắn muốn cứu tiểu một đầu và lệnh hồ tiếu ra ngoài dù sao theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hai người này chính là, lằng, với mình, đương nhiên, tạm thời lệnh hồ tiếu còn chưa tính. Hắn tương đối ngạo khí, cũng tương đối ngạo kiều. Nhưng tiểu một đầu lại chính thức gọi mình là, mặt sư huynh, còn thay mình đúc kiếm, nói cái gì cũng phải cứu hắn ra ngoài. Về phần tống tiệm, chúc hắn may mắn thế nhưng, cứu như thế nào đây, mặt họa cúi đầu nhìn nhìn. Đây là một gian nhà tù rộng rãi được đào bới bằng huyết thạch, bên trong cách mấy gian nhà giam. Ba người tiểu một đầu, mỗi người một gian. Ngoài ra, trong lao ngục không có người khác, hoặc là yêu tu. Hẳn là ba người này, thân phận đều tương đối đặc thù, cho nên đặc thù chiếu cố, đơn độc giam giữ. Mặt họa thầm nghĩ. Lao ngục dùng tinh thiết đặc thù, phía trên có các trận pháp phức tạp, bên ngoài còn có yêu tu trông coi, cực kỳ nghiêm mật. Trận pháp phức tạp, đối với mặt họa mà nói, kỳ thật vô cùng dễ làm. Yêu tu trong coi cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng dù có phá trận pháp, mở khóa cửa nghĩ biện pháp giết chết yêu tu bên ngoài thì vẫn không cách nào cứu được hai người tiểu một đầu ra ngoài. Trong vạn yêu cốc, kết cấu phức tạp mà nghiêm ngặt. Bên ngoài lao ngục, còn có không biết bao nhiêu yêu tu. Đừng nói mấy người ta, chỉ là trúc cơ trung kỳ, cho dù là tu sĩ kim đan, muốn cứng rắn lao ra, sợ là cũng không dễ dàng như vậy huống chi, cửa chính vạn yêu cốc còn đóng lại. Từ tình huống hiện tại mà xem, đừng nói mấy người sống, cho dù là một con mũi cũng không bay ra được. Mặt họa khẽ thở dài. Xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn trong nhà giam, ba người tiểu một đầu còn hôn mê bất tỉnh. Tên ngu xuẩn tống tị mặt trắng này, thậm chí còn đang chảy nước miếng, hoàn toàn không biết tình cảnh của mình. Mặt họa lắc đầu. Hắn quyết định ra ngoài xem tình huống trước. Cả giang lao ngục, mặc dù nhìn nghiêm mật, nhưng dù sao cũng là từ trong sơn động đào ra, cột đá lởm chởm cùng vách đá lồi lõm có rất nhiều. Mặt họa dán sát vách đá, dùng cả tay chân, giống như mèo hoa, bò lên nóc nhà. Chỉ là con, hoa miêu, này, là ẩn hình. Gặp phải trận pháp trở ngại, mặt họa thuận tay liền giải. Vạn yêu cốc rất lớn, bởi vậy loại trận pháp gốc cạnh này, phẩm giai sẽ không quá cao, cũng sẽ không quá phức tạp, bằng không chi phí quá cao giải trận pháp, đi ra ngoài, ánh mắt mặt họa co rụt lại. Lúc đến, hắn trốn ở đáy quan tài, cái gì cũng không nhìn thấy, lúc này phóng mắt nhìn qua mới phát hiện, mình đang ở trong một nhà tù yêu thú. Lao ngục giam giữ ba người tiểu một đầu, chỉ là một gian trong toàn bộ yêu thú đại ngục. Trong nhà tù này, núi đá dữ tợn, yêu khí nồng đậm, huyết sắc tràn ngập, bên trong giam giữ vô số yêu thú. Những yêu thú này bị xiềng xích trói buộc, bị trận pháp phong ấn, nhốt trong từng lao ngục. Ngoại trừ yêu thú ra, trong nhà tù còn giam giữ yêu tu. Trong lao ngục thỉnh thoảng truyền đến tiếng yêu tu thống khổ rên rỉ. Những yêu tu này, tựa như phạm vào sai lầm, bị giam giữ ở trong lao ngục, chịu hình phạt, trên người hoặc bị kim châm độc, hoặc bị bàn ủi nóng, hoặc bị đao chém búa bổ. Hình cụ ngược lại là đủ loại. Chỉ là không biết, so với trận pháp hình bản của mình, đến cùng cái nào đau hơn, mặt họa lẩm bẩm trong lòng sau đó hắn lại nghĩ tới hắn từ trong truyền thư lệnh hoàng nguyên ra một tin tức nếu dám phản bội chạy trốn hiến tế cho luyện yêu đồ chịu nỗi khổ vạn yêu gặm nuốt thần hồn câu diệt luyện yêu đồ này cũng bị coi là một loại hình phạt sao mặc họa có chút nghi hoặc cũng không biết luyện yêu đồ này rốt cuộc ở đâu hắn đã đói rất lâu rồi cũng rất muốn chịu một chút nỗi khổ vạn yêu gặm nuốt nhìn xem yêu ma bên trong luyện yêu đồ này đều là chất lượng gì toàn bộ vạn yêu mục rất lớn thỉnh thoảng có yêu tu tuần tra mặt họa xoay chuyển nửa ngày không quay đầu lại hắn mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây còn phải trốn tránh yêu tu cho nên đi dạo có chút đầu óc choáng váng về phần trận pháp toàn bộ vạn yêu cốc trận pháp bố cục nghiêm ngặt nhưng nhà tù lớn nơi này phân cách đông đảo tiểu lao ngục trận pháp lại tương đối độc lập trong thời gian ngắn mặt họa cũng không tiện từ bố cục trận pháp mà suy luận ra bố cục của vạn yêu cốc có chút phiền phức mặt họa thở dài trong lòng hắn không có cách nào, vẫn chỉ có thể trở về đường cũ, trở lại trong nhà giam lúc ban đầu. Trong nhà giam, tiểu một đầu và lệnh hồ tiếu đã tỉnh lại. Nhưng thần sắc của họ có chút mờ mịt, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì, chính mình bây giờ đang ở nơi nào, nơi này lại là nơi nào. Tiểu một đầu nhìn lệnh hồ tiếu, sắc mặt có chút trắng bệch, lệnh hồ tiếu sư huynh, đây là nơi nào, lệnh hồ tiếu lắc đầu, ta cũng không biết. Vẻ mặt của hắn vẫn là lạnh lùng, nhưng đáy mắt vẫn còn có chút bối rối, chỉ là cố gắng trấn định mà thôi. Lập tức hắn hỏi, một sư đệ, ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Âu Dương một thành thật lắc đầu, ta cái gì cũng không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ, ta ở tông môn tu hành, sau đó đúc một hồi kiếm, ăn cơm, về chỗ ở nghỉ ngơi một hồi, ngủ trưa một giấc, vừa mở mắt, ngay ở chỗ này lệnh hồ tiếu nhíu mày. Âu Dương một hỏi, lệnh hồ tiếu sư huynh, ngươi làm sao tới được đây? Lệnh hồ tiếu trầm tư một lát, khẽ thở dài có người cho ta một phong thư trên thư nói ngươi vị đúc linh kiếm dự bị cho ta lẽ loi một mình tiến vào luyện yêu sơn sau đó liền mất tích ta nửa tin nửa ngờ nhưng nghĩ thế nào cũng phải chứng thực một chút liền tiến vào luyện yêu sơn nhìn xem ai ngờ vừa mới vào núi liền gặp được mấy yêu tu ta đánh không lại bọn họ lệnh hồ tiếu có chút không cam lòng thở dài nói cuối cùng bị bọn họ bắt lúc tỉnh lại cũng ở chỗ này âu dương một phất nói thật xin lỗi là ta hại lệnh hồ tiếu sư huynh bị lừa lệnh hồ tiếu lắc đầu là chính ta ngu xuẩn không liên quan gì đến ngươi chỉ là không biết lệnh hồ tiếu nhíu mày những yêu tu này bắt hai người chúng ta tới đây rốt cuộc là vì cái gì hắn lúc trước rơi vào trong tay yêu tu còn tưởng rằng là vận khí của mình xui xẻo bây giờ nghĩ lại đây là có người sớm có dự mưu muốn bắt mình cùng một sư đệ làm con tin không phải hai người âu dương một nói lệnh hồ tiếu khẽ giật mình âu dương một chỉ vào trong nhà lao bên cạnh hình như còn có một người lệnh hồ tiếu mới phát hiện trong một gian lao ngục còn có một người nằm lúc này tống tiệm rốt cục cũng tỉnh lại hắn mở mắt ra nhìn chung quanh một chút lúc này cả giận nói bọn đạo chích phương nào dám đánh lén ta còn đưa ta đến nơi vừa rách vừa thối này các ngươi không biết thân phận của ta sao ta đường đường là đoạn kim môn tống hắn còn chưa nói xong, chợt thấy Âu Dương Mục và lệnh hồ tiếu ở bên cạnh. Tống tiệm nhíu mày, chúng là ai, hắn suốt ngày chỉ lăn lộn ở đoạn kim môn, một đống tiểu đệ đi theo, uy phong lẫm liệt, cũng không nhớ rõ, cũng không thèm để ý những tông môn khác có đệ tử nào. Bởi vậy, Âu Dương Mục và lệnh hồ tiếu, hắn cũng không nhận ra. Đương nhiên, đệ tử của những tông môn khác, hắn chỉ nhớ kỹ một cái đó chính là cùng hắn có thù đoạt kiếm, hủy kiếm chi hận, không đội trời chung, thế bất lưỡng lập mặt họa, mặt họa chính là hóa thành tro, hắn đều nhận ra được. Âu Dương một thấp giọng nói, ta, ta là hắn còn chưa nói xong, ánh mắt lệnh hồ tiếu liền lạnh lẽo, nhìn về phía tống tiệm, ngươi là người của đoạn kim môn, lệnh hồ tiếu cười, hắn ta bị đoạn kim môn cướp đoạt không ít yêu thú trong luyện yêu sơn, cho nên có ác cảm với đoạn kim môn. Tống tiệm vừa nghe hai chữ, tạp chủng, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi là đồ chó má gì? dám xem thường đoạn kim môn ta lệnh hồ tiếu lạnh hừ lạnh đoạn kim môn của các ngươi từ trên xuống dưới không có một ai tốt gọi các ngươi là tạp chủng là cất nhắc các ngươi tống tiệm cắn răng nói được được nếu không phải kiếm không ở trong tay nói tới đây tim của hắn lại đau xót kiếm của hắn không phải không ở trong tay là bị tên bại hoại hèn hạ vô sĩ kia cướp đi hủy diệt rồi tống tiệm hít một hơi thật sâu đè lửa giận xuống tiếp tục nói nếu không phải trong tay không có kiếm ta nhất định cho ngươi nếm thử sự lợi hại của đoạn kim kiếm quyết ta đoạn kim kiếm quyết lệnh hồ tiếu lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường kiếm quyết thổ kê mà thôi cửa nát vụn đoạn kim môn thua ở trong tay ta không có hai mươi cũng có mười tám tống tiệm sửng sốt thiếu niên này mạnh như vậy sao cái gì địa vị khoác lác a nói suông ai mà không biết tuổi trẻ ngông cuồng tống tiệm cũng sẽ không chịu thua lúc này liền kiêu ngạo nói nói khoác mà không biết ngượng ngươi như vậy một mình ta có thể đánh mười ngươi lệnh hồ tiếu ngược lại thần sắc bình tĩnh không chút tức giận cười lạnh nói được nếu như đi ra ngoài ta xem mươi có thể ở dưới tay ta qua mấy chiêu hai người vẫn còn cãi nhau ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề ba người trong lòng rùng mình đều nín thở ngưng thần không nói thêm gì nữa mà một lát sau nương theo tiếng xích sắc vang lên trận pháp lóe lên ánh sáng nhạt cửa mở ra một yêu tu cao lớn bọc lấy áo bào đen đi đến hắn nhìn ba người bằng ánh mắt độc ác nhếch miệng cười một tiếng lộ ra răng nanh trong miệng lệnh hồ tiếu ngưng trọng ánh mắt lại tống tiệm thì trong lòng rung lên là yêu tu mặt hắn vốn đã trắng trong nháy mắt trở nên trắng hơn dù sắc mặt trắng bệch tống tiệm vẫn lấy hơi hỏi ngươi là ai sao trong càng học châu giới lại có yêu tu ngươi rốt cuộc muốn làm gì nơi này là nơi nào Tống tiệm hỏi một hơi. Chỉ là đáy lòng hắn phát lạnh, thanh âm khó tránh khỏi rung lên. Yêu tu âm trầm cười, cũng không đáp lại. Nhà giam âm trầm, chung quanh đều là màu máu. Âu dương một có chút khẩn trương, lệnh hồ tiếu nghi mặt. Tống tiệm suy nghĩ một chút, lại lạnh lùng nói, ta là dòng chính của đoạn kim môn tống gia, ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu không tống gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yêu tu nghe vậy, lạnh giọng chế nhạo, tống gia, bản thân khó bảo toàn giọng nói của hắn khàn khàn khó nghe như là cú đêm tống tiệm cả kinh không biết thật giả sau đó nổi giận mắng yêu súc ngươi nói bậy bạ gì đó yêu tu cũng không tức giận mà lấy từ trong ống tay áo ra hai phong thư chia cho tống tiệm cùng âu dương một dùng máu của các ngươi viết một phong thư của ngươi yêu tu duỗi ra ngón tay màu đỏ tươi mang theo biếu thịt chỉ vào tống tiệm nói viết cho cha mẹ ngươi nói ở trên tay chúng ta để bọn họ ngoan ngoãn nghe lời nếu không liền đợi nhặt xác đi yêu tu lại quay đầu, liếc nhìn Âu Dương Mục. Còn ngươi mặt mũi của hắn, hơn phân nửa bị che ở trong áo bào đen, không thấy rõ thần sắc, nhưng giọng điệu có chút ý vị thâm trường, viết cho ca ca ngươi, để hắn thức thời một chút Âu Dương Mục ngẩn ra. Mặt họa nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Ca ca của tiểu một đầu, phong sư huynh, bọn họ bắt tống tiệm, là vì uy hiếp cha mẹ của hắn, cùng với tống gia sau lưng hắn. Bắt tiểu một đầu, là vì bóp méo phong sư huynh, yêu tu nói, thức thời một chút điều này nói rõ, trước đó bọn họ đã tiếp xúc với phong sư huynh, bởi vì phong sư huynh không, thức thời, cho nên mới bắt tiểu một đầu, lấy thân đệ để áp chế, để hắn, thức thời một chút, mặt họa nhíu mày, sau đó nhìn về phía lệnh hồ tiếu. Tống tiệm và tiểu một đầu đều viết thư, lệnh hồ tiếu không cần viết sao, mặt họa suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như cũng đúng. Lệnh hồ tiếu kiếm đạo tư chất tốt, rất được tông môn coi trọng nhưng xuất thân của hắn dường như cũng không tốt lắm, chỉ là một nhánh của lệnh hồ tiếu gia. Quan hệ với đồng môn cũng không thân thiết. Một người thân trưởng quen thuộc cũng không có. Cũng chẳng có ai có thể uy hiếp được. Bọn yêu tu này cũng không thể nào cầm thư, đưa cho lão tổ xung hư môn vậy mới thật sự là ăn tim gấu gan báo. Cho dù bọn chúng có mất trí nữa, đoán chừng cũng không dám trong nhà giam, chuyện uy hiếp huynh trưởng, tiểu một đầu chắc chắn không làm được. Hắn cầm thư, vẻ mặt cố chấp cùng quật cường, trên mặt cơ hồ viết rõ ràng mấy chữ, đánh chết ta cũng không viết. Âu Dương một trầm mặt không nói. Tống tiệm ở bên cạnh cũng rất có cốt khí. Để cho cha mẹ ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi là cái thá gì? Muốn uy hiếp tống gia ta, chỉ bằng một nghiệt xúc giấu đầu lộ đuôi, không người không yêu này ngươi cũng xứng. Tống tiệm chửi ầm lên. Yêu tu thân hình cao lớn, mặt bao phủ trong bóng tối, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng rõ ràng có thể cảm giác ra tức giận. Một lát sau, hắn cười lạnh lùng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không viết thư, vậy ta chỉ có thể, lấy ít đồ từ trên người ngươi trên người yêu tu hiện rõ sát cơ. Tống tiệm thần sắc hoảng hốt, chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một trận gió tanh đập vào mặt, sau đó ngón tay kịch liệt đau nhức đợi phản ứng lại, liền thấy trong tay mình, máu me đầm đìa. Một ngón tay út đã bị chặt đứt trước mặt yêu tu trúc cơ đỉnh phong hung tàn, hắn chỉ là một tên sống an nhàn sung sướng, đệ tử thế gia trúc cơ trung kỳ, căn bản không hề có lực đánh trả. Tống tiệm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tất cả biến hóa này diễn ra cực nhanh. Lệnh hồ tiếu biến sắc, vội vàng nhắc nhở, một sư đệ, thần sắc Âu Dương một có chút mờ mịt, bị lệnh hồ tiếu nhắc nhở, thần sắc chấn động, đang muốn thu tay lại lui về phía sau, nhưng nhóa mắt liền cảm thấy một yêu tu cao lớn, một thân mùi máu tươi, dĩ nhiên áp sát tới gần người. Cổ tay của hắn, một trận đau nhất, tự hồ là bị móng vuốt của yêu thú kiềm chế. Sau đó một đạo hồng quang hiện lên. Ngón út của Âu Dương Mộc cũng bị chém mất một đoạn. Âu Dương Mộc đau đến hít một hơi khí lạnh, nhưng tâm tính của hắn cứng cỏi, cắn răng, chưa từng lên tiếng. Lệnh hồ tiếu giận dữ, lạnh lùng nói, đồ khốn nạn, thân thể yêu tu kia đen nhánh giống như ngọn núi nhỏ trong tay nắm hai đoạn ngón tay bị đứt máu tươi nhỏ dọc xuống hắn nhìn lệnh hồ tiếu một cái giọng điệu ngược lại rất bình tĩnh thậm chí còn có một chút khách khí công tử đắc tội yêu tu thản nhiên nói kiếm tâm lệnh hồ tiếu rung lên trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảnh giác nhưng hắn bị xích sắt trói buộc trong tay cũng không có kiếm căn bản ngăn cản không được tu vi yêu tu cao thâm thực lực cường đại, tốc độ cũng cực nhanh, chớp mắt đã lấn tới gần lệnh hồ tiếu. Gió tanh đột nhiên nổi lên. Trong nháy mắt, cánh tay nhỏ của lệnh hồ tiếu đã bị cắt đứt một đoạn. Truyền đến đau nhức kịch liệt, lệnh hồ tiếu đến tái nhợt mặt mày, cắn chặt môi không nói thành tiếng, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn về phía yêu tu kia như một thanh kiếm sắc bén. Thái độ của yêu tu cũng lạnh lùng, trầm mặt không nói, nhưng lại lặng lẽ tránh ánh mắt lệnh hồ tiếu, dường như trong lòng còn kiên kỵ, không dám đắc tội lệnh hồ tiếu quá nhiều. Đến lúc này, ngón út của ba người lệnh hồ tiếu đều bị cắt đứt. Yêu tu lấy ra ba cái hộp gỗ, phân biệt bỏ ba đoạn ngón tay vào, lạnh nhạt nói, các ngươi không viết thư, ta chỉ có thể ra hạ sách này, lấy chút tính vật. Nói xong, hắn lấy ra ba viên đan dược màu trắng, tiện tay ném cho ba người lệnh hồ tiếu. Dùng đan dược, ngón tay gãy còn có thể mọc trở về, ta chỉ là làm theo lệnh, nếu các ngươi phối hợp, ta sẽ bớt phiền phức nếu các ngươi không phối hợp tự nhiên phải chịu khổ điều này không trách ta được lời này không phải nói với ba người mà là nói với riêng lệnh hồ tiếu làm xong những việc này yêu tu cười lạnh một tiếng sau đó thu ba cái hộp gỗ vào ống tay áo quay người rời đi ra khỏi nhà giam hắn gọi tới một yêu tu đầu chó thấp bé trầm giọng dặn dò nhìn cho kỹ đừng xảy ra chuyện gì nếu không ta và ngươi đều không gánh nổi vâng cẩu đầu yêu tu cúi đầu nói yêu tu cao lớn trúc cơ đỉnh phong, lại nhìn thật sâu yêu tu đầu chó, thanh âm khàn khàn, không được lơ là, nếu không ta sẽ ném ngươi cho yêu thú ăn, yêu tu đầu chó nghe vậy, toàn thân run lên, lập tức nói vâng, vâng, quản sự. Nằm sấp ở phía trên nghe lén mặt họa, nghe vậy khẽ giật mình. Thì ra là quản sự. Không trách được, hắn cảm thấy yêu tu cao lớn, miệng dài răng nanh này, khí tức khác biệt với những yêu tu khác, thân phận cũng rõ ràng cao hơn một bậc yêu tu quản sự này phân phó xong liếc nhìn nhà giam xác nhận không có vấn đề liền xoay người rời đi cẩu đầu yêu tu tất cung tất kính tiễn quản sự đi sau đó sắc mặt lạnh lẽo hắn lại quay đầu liếc nhìn nhà giam thần sắc vừa đố kỵ vừa hận trong miệng không biết thì thầm mắng cái gì nhưng quản sự phân phó hắn không dám không nghe đợi kiểm tra cẩn thận nhà giam một lần xác nhận xiềng xích cùng trận pháp đều không có vấn đề Ba người lệnh hồ tiếu bị bắt cũng ngoan ngoãn bị nhốt trong tù thất. Lúc này yêu tu đầu chó mới quay người rời đi. Trong nháy mắt, xung quanh nhà giam trở nên yên tĩnh và trống trải hơn rất nhiều. Chỉ có xa xa truyền đến tiếng gầm nhẹ không biết tên của yêu thú, hỗn tạp tiếng trên thống khổ của yêu tu trong nhà giam khác. Khiến cho không khí trong nhà giam này ngột ngạt, giống như luyện ngục. Mặt họa đoán thời gian sắp đến, liền dùng thái hư lệnh, phát hai chữ, ất sủ, cho tuân trưởng lão sau khi gửi xong mặt họa cố ý đợi một lát hắn sợ nguyên từ yếu ớt hai cái thiên can địa chi số này không có phát ra ngoài tuân trưởng lão sơ sẩy một cái cưỡng ép đánh tới vậy liền xong đời tin tức vừa được gửi đi mặt họa lại đợi một lúc đợi đến khi tuân trưởng lão phát ra hai chữ nhận được mặt họa mới gật đầu hắn cúi đầu xuống chỉ thấy ba người lệnh hồ tiếu đang mặc xám xịt và chán nản họ hiểu rõ tình cảnh của mình Yêu tu cường đại, nhà gia máu tanh, cùng với tiếng yêu thú bốn phía như có như không giải dụa, đều để cho họ hiểu được, đây tuyệt đối là một nơi có tiếng không ra hung ác. Ngón tay bị đứt, còn máu chảy đầm đìa mà đau. Trước đó họ hoặc là con cháu thế gia, hoặc là thiên kiêu kiếm đạo, tuy có một số ngăn trở, nhưng đại thể vẫn là được gia tộc và tông môn che chở, bình yên trưởng thành, còn chưa bao giờ tự mình trải qua sự tàn nhẫn chân chính của tu đạo giới. Bây giờ loại tàn nhẫn này đột nhiên hiện ra ở trước mặt. Thậm chí sinh tử, cũng chỉ ở trong một đường tới. Ba người nhất thời đều không thích ứng. Tống tiệm cũng không dám kêu gào, thành thành thật thật ngồi xổm ở góc, che ngón tay bị đứt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Âu Dương một thần sắc đờ đẫn, trong lòng thấp thỏm. Tuy lệnh Hồ Tiếu nói bình tĩnh một chút, nhưng trong lòng cũng có chút mờ mịt lúng cuốn. Trong tay hắn đã không còn kiếm. Mặc dù có kiếm, hắn cũng không phải là đối thủ của những yêu tu này. Ít nhất, yêu tu cao lớn vừa mới cắt ngón tay của hắn, hắn đã đánh không lại, càng đừng nói trong nhà giam này, hẳn là còn có yêu tu khác mạnh hơn. Lệnh hồ tiếu trong lòng hoảng hốt, không khỏi lại nhớ tới lời mình nói với mặt họa trước đó. Lúc này hắn mới nhận ra, cái gì, thắng cũng không anh hùng, quyết đấu công bằng, kiếm đạo là cô độc, rốt cuộc ngây thơ cỡ nào. Tu đạo giới chân chính, không có ai cùng hắn nói, công bằng, không có ai cùng hắn so kiếm pháp nhiều người thì lấy nhiều thắng ít tu vi cao thì lấy mạnh áp yếu không ai giảng đạo lý với hắn hắn thua chính là thua chết chính là chết nội tâm kiêu ngạo của lệnh hồ tiếu cũng bị che phủ một tầng âm u lúc này hắn mới phát hiện trước mặt địch nhân hung tàn chân chính kiếm pháp mà hắn tự cho là cường đại kia kỳ thật cũng không lợi hại như hắn nghĩ hơn nữa vấn đề quan trọng nhất là ngón tay của hắn còn gãy mất lệnh hồ tiếu cười đưa tay sờ lên viên đang dược màu trắng trong lòng có chút chần chờ âu dương một bên cạnh cũng vậy hắn muốn dùng viên đang dược này nhưng lại không dám dùng túi trữ vật của bọn họ đều bị tịch thu hiện tại duy nhất có thể trị thương chỉ có viên đang dược yêu tu cho này vết thương do ngón tay bị đứt có thể lớn có thể nhỏ yêu tu chỉ các ngón út của bọn họ chưa từng vận dụng yêu lực tà pháp hoặc là thủ đoạn âm độc khác máu thịt chỗ vết thương chưa bị ô nhiễm nếu phục dụng đan dược kịp thời, còn có thể mọc ra cốt nhục. Nhưng nếu không uống thuốc, một khi thương thế chuyển biến xấu, huyết dịch động lại, vết thương kết vảy, ngón út này, liền triệt để đứt mất. Cho dù ngày sau lại phục dụng thiên tài địa bảo bổ túc, cũng sẽ có khiếm khuyết. Tay bị đứt, là tay phải. Trong ba người bọn họ, một người là chú kiếm sư, hai người là kiếm tu, chí ít giai đoạn trước mắt, đều rất ỷ lại tay phải. Nhưng đan dược này, dù sao cũng là yêu tu cho. Mặc dù nhìn không có vấn đề, nhưng ai cũng không biết, có phải thật hay không liền không có mờ ám. Âu Dương một do dự một chút, liền thấp giọng hỏi lệnh hồ tiếu sư huynh, đang dược này, có thể ăn không? Lệnh hồ tiếu nghe vậy liền nhíu mày, lắc đầu thở dài, ta cũng không biết, theo lý mà nói, trong viên đan dược này, không thấy mùi tanh, không thấy yêu khí, màu sắc thuần khiết, là đan dược đứng đắn. Hơn nữa, lúc yêu tu cho bọn họ, là tiện tay ném, Thái độ rất tùy ý, không giống có âm mưu gì. Nhưng dù sao đây cũng là đang dược trong tay yêu tu. Ăn rồi, có khả năng trúng yêu tu tính toán. Nhưng không ăn, gãy ngón út, về sau đút kiếm sẽ phiền toái. Âu Dương một cho mày, xoắn suýt không thôi, trong lòng không khỏi thở dài nếu tiểu sư huynh ở đây thì tốt rồi. Tiểu sư huynh thông minh như vậy, cái gì cũng biết, khẳng định cũng biết có thể ăn hay không nhưng mà, mặt sư huynh làm sao có thể ở chỗ này Âu Dương một cười khổ một tiếng nhắm hai mắt lại muốn nhét đang dược vào trong miệng hắn muốn tự mình ăn trước nếu không có vấn đề lại để cho lệnh hồ tiếu sư huynh ăn nếu như có vấn đề lệnh hồ tiếu sư huynh cũng không cần ăn mình là một tên xui xẻo thì tốt rồi lệnh hồ tiếu ở bên cạnh cười nói tâm sự nặng nề nhất thời cũng không lưu ý chỉ là chưa đợi âu dương một nhét đang dược vào trong miệng bên tai liền nghe một thanh âm quen thuộc nói ngu ngốc đừng ăn âu dương một sững sờ nhìn xung quanh một chút nhưng xung quanh không có ai lệnh hồ tiếu cũng cười hai người đều cho là mình nghe nhầm vừa rồi có phải ta nghe được thanh âm của tiểu sư huynh âu dương một lẩm bẩm nói lệnh hồ tiếu cũng nghe được nhưng nhất thời hắn không dám tin ngược lại tống tiệm bên kia nguyên bản chán ngán thất vọng vẻ mặt sinh không thể luyến giống như là nghe được chủ nhân gọi to đột nhiên đứng dậy nhưng trong lòng hắn ta lại sinh ra lửa giận cái thanh âm thanh thúy đáng ghét này hóa thành cho hắn đều nhớ rõ ba người đang nhìn trái nhìn phải, liền nghe một thanh âm nói phía trên. Âu Dương một ngẩng đầu lên, liền thấy trên vách đá trên ngục giam, một thiếu niên thò đầu ra. Dung mạo tuấn tú như vẻ, mặt mày sáng như sao. Chính là mặt họa. Âu Dương một há to miệng, lại nhịn không được dụi dụi con mắt, suýt chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ. Tiểu sư huynh, ngươi cũng bị bắt vào, mặt họa vừa định nói chuyện, bỗng nhiên nghe được bên cạnh, ngao ô, một tiếng kêu to, quay đầu nhìn lại chỉ thấy tống tiệm nghiến răng nghiến lợi mặt họa hắn còn chưa nói hết mặt họa điểm tay một cái một cái thuật ngâm nước phong bế miệng mũi của tống tiệm tống tiệm bị chặn ở bên miệng hít thở không thông như chết đuối vẫn dãy dùa mặt họa xịt một tiếng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo còn dám lên tiếng ngươi nhất định phải chết hiểu chưa tống tiệm đang hít thở không thông ngón tay đau xót lập tức thanh tỉnh lại ý thức được đây là đang ở nơi nào lý trí tạm thời chiến thắng túc quán thành thành thật thật cực cực đầu mặc họa lúc này mới hài lòng hủy bỏ thuật đuối nước cùng lúc đó trong tay hắn vút linh kiếm nghĩ nếu tống tiệm còn không thành thật la to liền ngự kiếm bổ hắn tống tiệm chỉ cảm thấy đáy lòng mát lạnh lập tức an phận xuống mặc họa lúc này mới nói với âu dương một ta đi theo các ngươi trà trộn vào âu dương một thần sắc chấn động ngay cả lệnh hồ tiếu ở bên cạnh cũng khó có thể tin Nơi này không biết là nơi nào, nhưng chỉ từ yêu khí nồng đậm cùng tiếng yêu gào rống hỗn loạn, cũng có thể đại khái biết, lao ngục này rốt cuộc nghi mật bao nhiêu, lại rốt cuộc giấu bao nhiêu yêu thú cùng yêu tu. Cái này, cũng có thể, lăn lộn, tiến vào, ngươi, làm sao trà trộn vào được. Lệnh hồ tiếu thấp giọng hỏi. Mặt họa khoác tay áo, nói ra rất dài dòng, thời gian khẩn cấp, trước hết không nói nhiều, hắn chỉ vào đang dược trong tay hai người lệnh hồ tiếu nói, đan dược kia của các ngươi tuyệt đối đừng ăn, nhìn như bình thường, nhưng vấn đề rất lớn yêu tu không thể nào tốt bụng như vậy. Viên đan dược này từ mùi, màu sắc, trên thuốc dẫn, hoàn toàn chính xác nhìn không ra vấn đề. Nhưng mặt họa có thể nhìn thấy, trên đan dược khí cơ màu xám nhạt một nát. Đây là nhân quả của người chết. Đan này là cầm người đến luyện. Sắc hương vị đều có thể gạt người, nhưng nhân quả sẽ không ít nhất độ khó của việc lừa gạt nhân quả không ở cùng một cấp độ. Âu Dương một cái hiểu cái không gật gật đầu. Mặt họa lấy ra hai viên đan dược, từ trên nóc nhà ném xuống, Âu Dương một và lệnh hồ tiếu mỗi người một viên. Các ngươi ăn viên này của ta, nhị phẩm thượng đẳng sinh cơ tục cốt đan. Hai người Âu Dương một đón lấy đan dược, xem xét một chút, liền ăn vào. Đan dược sau khi vào miệng, quả nhiên cảm thấy một cổ tinh lực thanh chính chảy khắp toàn thân, đầu ngón tay mát lạnh, hơi ngứa, nhưng lại kèm theo đau đớn nhẹ nhẹ. Ngón út bị đứt, đang sinh cơ nối xương, từ từ mọc lại. Hai người Âu Dương một thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sinh ra lòng biết ơn. Âu Dương một lại nghi ngờ hỏi, Mặc sư huynh, sao ngươi lại có loại đan dược này? Mặc họa nói, đây là đan dược cần thiết khi du lịch, ra ngoài nhất định phải mang theo. Hơn nữa, đây đều là gì văn tặng, không cần tiền. Mặc họa nói xong, quay đầu nhìn lại, phát hiện tống tiệm đang háo hức nhìn mình, ba người phía dưới, chỉ có hắn không có đan dược ăn mặt họa thở dài cũng ném cho hắn một viên trên mặt tống tiệm hiện ra hai loại tâm tình vô cùng mâu thuẫn rõ ràng một loại là ngạo khí không ăn đồ ăn xin một loại là thỏa hiệp đại trượng phu co được giảng được trên mặt hắn thần sắc biến hóa mấy lần mặt họa nhìn cũng thấy mệt mỏi nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp lặng lẽ nhặt lên đan dược nhét vào miệng mình trong lòng lặng lẽ ghi nhớ bản thân nhận một viên đan ân của mặt họa sang bằng thù đoạt kiếm. Nhưng thù hận khác, vẫn phải tính mặc họa không thèm để ý đến hắn, mà nói với lệnh Hồ Tiếu và Âu Dương Một các ngươi cố gắng tự bảo vệ mình, đề phòng yêu tu bàn môn tà đạo, công pháp yêu tu không nên học, không nên ăn đan dược, cũng không nên tin lời quỷ của bọn hắn ta nghĩ chút biện pháp, cứu các ngươi ra ngoài. Những chuyện còn lại, hắn cũng không có nhiều lời. Lệnh Hồ Tiếu không sao, nhưng trên mặt tiểu một đầu không giấu được chuyện gì. Nói cho hắn biết, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lệnh Hồ Tiếu và Âu Dương một trịnh trọng gật đầu, khi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không biết từ lúc nào, mặt họa đã biến mất không thấy. Xung quanh cũng không có một chút khí tức của mặt họa. Phản phất như hắn chưa từng tới. Lệnh Hồ Tiếu và Âu Dương một liếc nhau, trong lòng khiếp sợ. Loại thủ đoạn ẩn nấp này, quả nhiên đáng sợ nhưng bởi vậy, trong lòng hai người cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, thấp thỏm cùng bất an trước đó cũng đều biến mất mặc dù tu vi cảnh giới của mặt họa cũng không cao hơn bọn họ nhưng nhìn thấy mặt họa chắc chắn sẽ có một loại an tâm khó hiểu ngược lại tiểu bạch kiểm tống tiệm ở một bên trong lòng vẫn có chút xoắn suýt nếu mặt họa muốn cứu ta ta có nên để hắn cứu hay không nếu để hắn cứu nhân tình chẳng phải là nợ lớn bị đại cừu nhân mặt họa cứu một mạng theo một ý nghĩa nào đó chẳng phải cũng coi như là một loại vô cùng nhục nhã bên kia mặt họa tản bộ trong nhà giam hắn muốn cứu hai người tiểu một đầu ra ngoài, nhưng tạm thời thật sự không có biện pháp gì tốt. Trong toàn bộ vạn yêu ngục, yêu tu lại nhiều. Cho dù ngự kiếm, chịu hạn chế của linh kiếm, cũng không giết được mấy người. Trận pháp cùng tiểu thiên thạch thuật ngược lại có thể sử dụng, nhưng lưu lại dấu vết quá lớn, động tĩnh cũng lớn. Huống chi có một số yêu tu còn vô cùng cường đại, hắn căn bản đánh không lại. Mà đây vẫn chỉ là vạn yêu ngục, toàn bộ vạn yêu cốc, yêu tu càng nhiều, càng thêm khó giải quyết. Mặt họa thở dài. Hắn lại đi dọc theo vạn yêu một vài vòng, vẫn không có đầu mối gì, mà một canh giờ nữa trôi qua, mặt họa liền gửi cho tuân trưởng lão, bính dần. Sau khi phát xong, mặt họa nhìn thái hư lệnh, bỗng nhiên sững sờ. Tín hiệu không tốt vậy có nghĩa là, trong vạn yêu cốc này, có nguyên từ lưu động quái nhiễu. Nói cách khác, hẳn là có loại trận pháp, nguyên từ nhưng tại sao ta không cảm giác được dấu vết của trận pháp nguyên từ, mặt họa nhíu mày, sau đó lại đi dạo một vòng, rút cục ở một góc nhỏ trên vách đá, phát giác một ít dị thường. Thừa dịp yêu tu tuần tra đi qua, mặt họa lấy ra một cây tiểu đao, cạo đi bùn đất trên vách đá, phát hiện bên trong đít đít sát sát, phủ đầy bụi một bộ trận đồ, nguyên từ. Là nguyên từ linh thị trận. Nguyên từ linh thị trận văn, là trận pháp 17 văn. Trận đồ mặt họa đã sớm tới tay, là từ trong ma cuộc Bích Sơn, cái tên bị Mặc Họa bắt được tung tích, lại bị Cố Thúc Thúc cùng Cố An lấy được từ trong tay Nguyên Từ trận sư ám toán giết chết. Mặc Họa cũng đã sớm luyện đến thuộc lầu. Nhưng bộ Nguyên Từ Linh thị trận trong vạn yêu cốc này đã hư mất, không thể dùng. Hơn nữa còn bị người cố ý dùng đất đá phong bế. Mặc Họa dọc theo quỹ tích tiếp giáp với trận pháp, lại ở trên một chỗ vách tường khác, tìm được một bộ trận pháp nhìn Nguyên Từ Linh quân cũng bị phong bế bộ trận pháp này vẫn không thể dùng. Sau đó, mặt họa, theo như đồ tác nghiên, cùng với tính liên quan giữa nguyên từ trận xu, lại tìm được mấy bộ nguyên từ linh thị trận. Nhưng những trận pháp này đều không ngoại lệ bị bỏ hoang. Mặt họa trong lòng đáng tiếc. Những trận pháp này đều không phải đơn độc trận, mà là do trận xu thống nhất khống chế, rõ ràng cho thấy là hệ thống phục trận trọn vẹn. Nếu chưa từng hoang phế, hắn có thể thông qua nguyên từ linh thị trận thẩm thấu vào hệ thống, giám chế, vạn yêu đại ngục, từ đó tổng xem toàn cục, khống chế cục diện. Trận pháp đang tốt đẹp, bỏ hoang làm cái gì, mặt họa oán giận trong lòng. Bằng không hắn làm việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Hiện tại trận pháp nguyên từ bỏ đi, hắn cũng không dùng được. Mặt họa lắc đầu thở dài, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa mới xoay người, mặt họa dừng lại, quay đầu nhìn chầm chầm những nguyên từ linh thị trận này một lát, lông mày hơi nhíu lại hay là ta làm chút chuyện tốt giúp bọn họ trùng kiến nguyên từ linh thị phục trận vừa vặn mình còn chưa bao giờ xây dựng qua nguyên từ phục trận điều kiện bình thường cũng không cho phép vật liệu cũng mua không nổi cũng không có kiến trúc trận môi thích hợp bây giờ vừa hay mượn cơ hội này thực hành một chút lấy nguyên từ trận xu bỏ hoang của vạn yêu cốc là mạch lạc lấy linh thị trận đồ làm đơn nguyên một lần nữa xây dựng ra một bộ nguyên từ linh thị phục trận nhờ vào đó hiểu biết sâu sắc hơn về trận pháp nguyên từ thân là trận sư phải lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng đi nghiên cứu và vận dụng trận pháp, mắt của mặt họa sáng lên, khẽ gật đầu. Nguyên từ linh thị trận văn là trận pháp nhị phẩm thập thất văn. Nguyên từ linh thị phục trận là nhị phẩm thập bát văn phục trận. Thần thức của mặt họa hiện tại vừa vặn kẹt ở đỉnh phong của văn thập thất, cách thập bát văn kém một chút. Theo lý mà nói, kém một điểm này cũng là kém. Thần thức không đến thập bát văn, học không được phục trận của thập bát văn. Nhưng mặt họa lại có chút đặc thù thần thức của hắn biến chất căng cơ thâm hậu mỗi ngày vẽ trận pháp thần niệm thiên truy bách luyện cho nên hiện tại ngẫu nhiên cũng có thể siêu một chút học một chút trận pháp vốn dĩ lấy cảnh giới thần thức của hắn học không được huống chi nguyên từ phục trận của vạn yêu cốc là có cơ sở họ đã xây xong trước sau đó hủy diệt chỉ cần trên cơ sở trước đó một lần nữa chữa trị cũng hoàn thiện theo nhu cầu của mình là được vấn đề đầu tiên là trận xu đại trận, phục trận loại trận pháp quy mô lớn này tập hợp thành, hạch tâm là trận xu. Trận xu quyết định bố cục trận pháp, kết cấu, hệ thống cùng hướng chảy linh lực vân vân. Khống chế trận xu, liền nắm trong tay chỉnh thể mạch lạc phục trận. Trước tiên tìm xem hạch tâm trận xu ở đâu, mặc họa dựa vào mấy bộ nguyên từ linh thị trận mạch bị bỏ hoang, thôi diễn ngược, lấy trận văn bố cục, để ngược dòng chảy linh lực. Theo dòng chảy linh lực thôi diễn trong đầu, ánh mắt mặt họa băng khoan nhìn vách đá, cuối cùng tìm được một chỗ góc tường. Mặt họa điểm ngón tay một cái, linh mực chịu sự khống chế của thần thức, ngưng luyện thành sợi tơ, uống lượng leo lên trên vách tường, kết thành giải thạch trận. Trận pháp giải thạch là trận pháp cấn hệ, có thể vô thanh vô tức hóa giải núi đá. Núi đá hóa thành bột miệng rơi xuống, bên trong lộ ra một thông đạo. Cái thông đạo này là dùng để xây dựng trụ cột nguyên từ linh thị phục trận, làm cho bốn phương thông suốt, trải rộng các ngóc ngách, dùng giám sát và điều khiển cả tòa vạn yêu ngục mà cố ý đào ra nguyên từ phục trận bị bỏ hoang lối đi này cũng bị che giấu tu sĩ không phải trận sư bình thường hoặc là không tin thông trận pháp nguyên từ lại không quen thuộc với trận sư kiến trúc tu đạo và cấu tạo trận đồ là không phát hiện được những thứ này chỉ là hiển nhiên không thể gạt được mặt họa mặt họa suy nghĩ một chút theo trận xu thông đạo chậm rãi chui vào vạn yêu cốc rất lớn như vậy để giám sát và điều khiển cả tòa vạn yêu cốc, nguyên từ phục trận được xây dựng, quy mô cũng sẽ không nhỏ, trận xu thông đạo cũng tương đối rộng lớn. Cái lối đi này, yêu tu khẳng định không chui vào được. Nhưng mặt họa có thể. Hắn mặc dù lớn hơn một chút, là một tiểu thiếu niên, nhưng dù sao thân thể yếu ớt, thân hình thon gầy, vừa vặn thuận tiện tiến vào những trận xu thông đạo này. Thông đạo hẹp, âm trầm, mùi vị cũng có chút khó ngửi, mà lại cho bụi rất nhiều mặt họa chỉ leo theo thông đạo một hồi, cả người liền bẩn thiểu. Khuôn mặt trắng nõn cũng bị nhuộm đen. Nhưng hắn cũng không thèm để ý bò một hồi, mặt họa liền lấy giấy bút ra, ghi chép lại hướng đi và bố cục của trận xu cũng ở trong đầu, mô phỏng cấu tạo của toàn bộ vạn yêu ngục ở phụ cận. Sau đó căn cứ bố cục mô phỏng trong đầu, từng chút một tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Nếu như gặp phải thông đạo bị đất đá phong bế, liền vẽ lên trận pháp giải thạch, khơi thông từng chút một mặt họa càng chạy càng sâu rốt cục, không biết qua bao lâu, một thông đạo rộng rãi, cơ hồ có thể đứng thẳng mà đi hiện ra ở trước mặt. Bên trong khắc đầy những đường vân nguyên từ trận pháp. Đây gần như là tập hợp của trung tâm dòng chảy từ nguyên từ. Mặt họa tinh thần chấn động. Tìm được rồi, mật thất trong trận nhãn. Trong nguyên từ linh thị phục trận, tất cả trận su tập hợp và hạch tâm khống chế. Nhưng gian mật thất này cũng bị phong bế hoàn toàn không chỉ được đất đá đổ vào một lần bên trong còn gia cố không ít tầng trận pháp mặc họa khẽ thở dài phải tốn một chút công phu nhưng hắn đã xem qua trận pháp không tính là khó đất đá cũng có thể dùng giải thạch trận để mài từng chút một chỉ là phải tốn chút thời gian và kiên nhẫn trận sư không thiếu nhất chính là cẩn thận cùng kiên nhẫn mặc họa lấy thái hư lệnh ra lại phát cho tuân trưởng lão một số đinh mão thiên cán địa chi sau khi nhận được hồi phục, bắt đầu tĩnh tâm, từng chút một giải trận, phá tường trong thông đạo đen kịch, mặt họa vẽ mặt chuyên chú, ánh mắt sáng ngời. Đại khái qua hơn một canh giờ, trận pháp trước mặt lóe lên, mảnh đá bay tán loạn, vách đá phong ấn giống như tờ giấy bị phá vỡ. Mặt họa bụng lấy miệng mũi, lại nhiễm một thân cho bụi. Khi bụi bặm lắng xuống, mặt họa mở mắt nhìn lại, liền thấy một gian mật thất trải rộng trận pháp, xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Xa lạ là bởi vì hắn chưa bao giờ tới gian mật thất này. Quen thuộc là bởi vì bố cục của loại mật thất này, trước đây hắn đã từng gặp. Trong ma quật Bích Sơn, mật thất trận nhãn của Nguyên Đại Sư kia gần như là cùng một khuôn mẫu khắc ra. Đây cũng là thủ bút tương tự. Ít nhất là một loại chế độ. Lần này mặt họa cũng có thể xác định, vạn yêu cốc này chính là một trong những cứ điểm của nanh vuốt tà thần. Chỉ là không biết, vì sao rõ ràng làm cả bộ nguyên từ phục trận để giám sát, lại vứt bỏ toàn bộ mặt họa lắc đầu, nhảy vào trong mật thất. Mật thất đen kịch âm trầm, cho bụi trải rộng. Hạch tâm trận xu và toàn bộ trận pháp bên trong đều đã ngừng lại. Mà cửa lớn của mật thất thông ra bên ngoài cũng bị phong kín càng thêm chết, tự hồ là muốn đem trận nhãn mật thất này, vĩnh cửu phong tồn lại, không cho người lại tiến vào. Mặt họa có chút may mắn. Cũng may mình là từ trong thông đạo trận nhãn, sóc, tới, bằng không đi cửa chính, đoán chừng cả đời không vào được. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Cơ sở là cơ sở nguyên từ trận, người khác cũng sớm dựng xong rồi. Chính mình chỉ cần xây dựng lại một chút là được. Mặt họa lấy ra một ít linh thạch, nghiền thành bột phấn, rót linh lực tinh thuần vào trận xu, kích thích trận xu tuần hoàn một chút. Xu trận sáng lên một chút, sau đó lại một lần nữa bị chôn vùi. Mặt họa nhẹ nhàng thở ra, cũng may có thể sử dụng hắn ngồi tại chỗ, trầm tư một lát, sau đó dần dần có kế hoạch. Quy mô trận xu này quá lớn, còn lớn hơn cả động ma trên bích sơn. Lấy lực lượng một người mình, ở dưới mí mắt một đám yêu tu, căn bản không thể hoàn toàn xây dựng lại. Đã như vậy, chỉ có thể thắp sáng từng cái quy mô nhỏ. Mặt họa lại từ trong túi trữ vật, móc ra trận đồ nguyên từ linh thị phục trận, một lần nữa, ôn tập, một lần, sau đó bắt đầu khởi động tổng số trận xu trong mật thất. Tổng điểm trận pháp được xây dựng trên một đại trận bàn. Hắn rót vào linh lực, tiếp nhập thần thức, như thế thử năm sáu lần, trên trận bàn rút cuộc lóe lên lam quang, nguyên từ linh lực yên lặng vận chuyển. Tổng khống chế trận xu đã kích hoạt mặt họa lại ngựa không dừng vó, từ thông đạo trận nhãn trở về đường cũ, tìm được một chỗ bí mật, lấy bút mực ra, phục hồi như của một cái nguyên từ linh thị trận ở phụ cận, cũng tiếp nhập vào trận xu tổng khống chế sau đó mặt họa lại bò trở về, tiến hành điều tiết khống chế trận nhãn. Cứ như vậy, sau khi thử mấy lần, trước mắt chợt lóe lên, nguyên từ màu lam nhạt lưu chuyển qua, mặt họa có thể rõ ràng cảm giác được, thần thức của mình điều khiển tổng trận xu, duỗi ra một cái, nguyên từ xúc tu, dọc theo kết cấu trận xu, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, cuối cùng liên thông đến một điểm cuối. Sau đó trước mắt như dòng từ chảy ra diệt. Nguyên từ hiện lên tư tư như hoa tuyết, sau đó dần dần rõ ràng, phát họa thành hình ảnh hư ảo. Trong hình ảnh, hết thảy đều là màu lam. Chỉ có thể nhìn thấy từ lực ngưng tụ thành, núi đá, vách tường, hình dáng nhà giam. Ngẫu nhiên có tàn ảnh đi qua. Đây là yêu tu tuần tra. Thành công rồi, trên khuôn mặt bẩn thiểu của mặt họa lộ ra nụ cười sáng rực. Loại thị giới nguyên từ màu lam nhạt này, cùng loại với thị giới thần thức, biểu hiện ra cũng không phải là diện mạo sự vật bên ngoài, mà là quan trắc trạng thái tồn tại của rất nhiều khí lực ở bên trong. Ví dụ như linh khí linh lực, yêu khí yêu lực, cùng với khí tức thiên địa vạn vật vân vân. Nhưng khác với thần thức thăm dò. Trong thần thức thị giới, thấy khí tức càng trực tiếp, màu sắc linh lực pha tạp. Mà nguyên từ linh thị trận, là một lần nữa dùng nguyên từ tiến hành hình chiếu, tạo thành hình ảnh và hình ảnh. Cho nên tất cả mọi thứ trong linh thị trận đều là từ văn tái hiện, là màu lam nhạt quả nhiên vẫn phải bố trí trận pháp thực tế một chút mới có thể nhìn thấy hiệu quả lý giải cũng sâu hơn mặc họa trong lòng yên lặng nói được rồi đây là cái đầu tiên tiếp theo lại xây dựng thêm mấy cái linh xu trận từng bước một tranh thủ nhét phần lớn khu vực vạn yêu ngục vào dưới sự giám sát và điều khiển của linh thị phục trận cứ như vậy cho dù chỉ ngồi bất động trận pháp cũng có thể thay thế mắt của hắn khống chế hướng đi của đại đa số yêu tu xem chừng thời gian đại khái đến mặt họa lại lần lượt phát thiên cán địa chi cho tuân trưởng lão sau đó hắn liền bắt tay vào tu sử nguyên từ linh thị phục trận thứ hai tiếp theo là cái thứ ba thời gian từng chút trôi qua mặt họa ở trong thông đạo trận môn bò tới bò lui dưới mí mắt yêu tu hắn sửa chữa lại từng cái linh thị trận bỏ hoang sau đó nối liền đến trên trận xu bộ yêu tu này bỏ qua dùng để giám sát hệ thống đang được mặt họa từng bước một chữa trị hơn nửa hóa cho mình dùng quá trình tuy rườm rà nhưng mặt họa bận rộn đến quên trời quên đất nhất là mỗi lần thắp sáng một linh thị trận tầm nhìn của hắn liền mở rộng thêm một phần địch nhân có thể nhìn trộn được liền nhiều hơn một chút đối với việc giám sát vạn yêu cốc cũng càng chu đáo chặt chẽ hơn một tầng đây giống như là một trò chơi giám sát mặt họa càng chơi càng cảm thấy thú vị càng chơi càng nhập tâm thậm chí trong nháy mắt hắn suýt nữa quên mất mình là ở trong vạn yêu cốc hung thú khắp nơi, yêu tu tụ tập máu tanh hiểm ác thẳng đến khi thắp sáng lên gần 20 phó linh thị trận. Gần một nửa khu vực vạn yêu ngục đều bao phủ dưới sự giám sát và điều khiển của trận pháp, mặt họa mới chưa thỏa mãn thu tay lại. Không thu tay lại không được, hắn đã mệt mỏi tê liệt. Thần thức tiêu hao hết, thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi, kém nhất là linh lực của hắn, ngược lại còn khô kiệt hơn thần thức. Kẻ trận pháp chủ yếu tiêu hao thần thức, cũng sẽ tiêu hao một phần nhỏ linh lực. Nhưng theo thần thức của mặt họa càng ngày càng mạnh, khôi phục càng lúc càng nhanh, trận pháp vẽ càng ngày càng khó, cũng càng ngày càng nhiều. Linh lực của hắn ngược lại tiêu hao còn nhanh hơn thần thức, thậm chí ngẫu nhiên sẽ lộ ra, góc rách quần manh. Trận sư vẽ trận pháp, linh lực so thần thức dùng trước, chính mình đoán chừng là người đầu tiên mặt họa âm thầm oán thầm. Sau đó hắn lại phát cho tuân trưởng lão thiên cán địa chi, rồi nói trưởng lão, ta có chút buồn ngủ, muốn đi ngủ, ba canh giờ, bốn canh giờ đi, sau đó lại gửi tin nhắn cho ngài bên ngoài vạn yêu cốc. Nhìn một sơn cốc màu máu, tuân tử du đang lo lắng bất an, mắt cũng không dám chợp, thấy mặt họa gửi tin nhắn này, trong lòng nhịn không được nói đứa nhỏ này, sao một chút cảm giác nguy cơ cũng không có, bên trong chính là vạn yêu cốc A, ngươi ở tuổi này, tu vi này, tình huống này, ngươi trà trộn ở bên trong, ngươi ngủ như thế nào? Tuân tử du thở dài thật sâu, vô cùng bất đắc dĩ thật sự là tiểu tổ tông không vội hắn làm cháu trai cấp cáp trong vạn yêu cốc mặt họa an tâm ngủ một giấc bởi vì bị vây ở trong cốc không biết thời gian cho nên lúc ngủ mặt họa liền không có cách nào chìm vào thức hải lại ở trên đạo bi luyện trận pháp sau khi tỉnh mặt họa tinh thần sáng láng thần thức linh lực và thể lực cũng đều hoàn toàn khôi phục mặt họa lại kiểm tra nguyên từ phục trận gật đầu hết sức hài lòng mặc dù nguyên từ phục trận này là xây dựng trên quỹ tích đã có nhưng trong quá trình này mặt họa vẫn học được rất nhiều thứ nói tóm lại thu hoạch rất lớn nguyên từ phục trận đã sơ bộ xây xong có thể tiến hành bước hành động tiếp theo nhưng bước tiếp theo làm gì mặt họa bỗng nhiên sửng sốt một chút chuyện hắn muốn làm ngược lại vẫn là rất nhiều nhưng những chuyện này lấy tình huống trước mắt xem tự hồ cũng làm không được hoặc là mình còn không có năng lực hoặc là thiếu điều kiện nhất định hoặc là đối với tình huống của vạn yêu cốc còn chưa đủ quen thuộc mặc họa suy nghĩ một chút thầm nghĩ biết người biết ta trăm trận trăm thắng trước tiên quan sát một chút xem những yêu tu này ngày ngày đều đang làm cái gì sau đó lại cân nhắc tiếp theo nên làm cái gì sau đó mặc họa móc thái hư lệnh ra trước hỏi tuân trưởng lão một câu trưởng lão ta tỉnh ngủ sau đó hắn từ trong túi trữ vật móc ra chút thịt khô cùng trái cây ăn sau khi nhét đầy cái bụng hắn bắt đầu tập trung tinh thần đưa thần thức vào linh thị trận xu quan sát động tĩnh của những yêu tu này thị giác trong linh thị trận tất cả đều là linh từ màu lam nhạt cấu thành ngay từ đầu mặt họa còn chưa thích ứng nhưng thấy nhiều dần dần cũng mò ra đường ra hơn 20 bộ đồ thị nguyên từ linh thị hắn chỉ cần đại khái liếc mắt một cái là có thể biết rõ trong đồ hình linh thị đối ứng thực tế hình ảnh là cái gì bên trong đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cứ như vậy mặc họa trình coi say sưa hơn nửa ngày rốt cuộc phát hiện một dấu vết không quá tầm thường đây là một yêu tu trong nguyên từ linh thị trận chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của hắn không nhìn thấy khuôn mặt nhưng cũng có thể mơ hồ phán đoán thân hình hắn cao lớn lại khác với những yêu tu khác những yêu tu khác hoặc tuần tra xung quanh hoặc trông coi nhà giam hoặc khai thác hang núi hoặc cho yêu thú ăn đều có việc làm chỉ có con yêu tu này cái gì cũng không làm nhìn là biết lãnh đạo. Hơn nữa khí tức của hắn khiến mặt họa cảm thấy rất quen thuộc. Mặt họa đoán hắn chính là kẻ cắt đứt ngón út của ba người tiểu một đầu. Nhìn quản sự rất hung rất lợi hại kia. Gần đây ít nhất là nơi mà mặt họa theo dõi được dường như chỉ có một quản sự này. Quản sự mặt họa tâm tư khẽ động âm thầm theo dõi quản sự này. Hắn bỏ ra chút thời gian quan sát và quy nạp ra lộ trình hành động mỗi ngày của quản sự lại dựa vào lộ trình này, hoàn thiện nguyên từ linh thị trận. Như vậy, nhất cử nhất động của quản sự này, đều nằm trong, giám sát, của hắn. Nhưng nguyên từ linh thị trận tinh chỉ có thể nhìn, không nghe được âm thanh. Mặt họa liền ở trong trận su thông suốt bốn phương, chọn lấy tiết điểm trận su tương ứng, sớm mồi sổn ở phụ cận, xem có thể nghe lén được cái gì hay không. Nhưng loại yêu tu này không người không yêu này, có chút khác thường. Họ tu luyện yêu công, nên phải đối mặt với vấn đề yêu hóa mọi lúc, không chỉ có yêu hóa chủ động, mà còn có yêu hóa bị động. Thần thức của họ cũng không ngừng bị ảnh hưởng. Tánh người cũng dần dần bị tánh yêu xâm. Điều này dẫn đến họ không thể nói chuyện bình thường. Đôi khi nói xong, liền bắt đầu cười lạnh, chảy nước miếng, cắn xé lẫn nhau, thậm chí không hiểu thấu phát điên. Quản sự yêu tu này, thân phận đặc biệt, cũng tự cho mình cao, người, hơn người khác lời hắn nói chủ yếu là mệnh lệnh cũng không thích giải thích mặt họa từ một bên nghe lén có thể thu thập được một ít thông tin nhưng không nhiều cũng không quan trọng giúp ích không lớn nhưng sau khi quan sát một thời gian dài mặt họa lại không khỏi nảy sinh một nghi ngờ khác quản sự yêu tu rốt cuộc quản như thế nào những yêu tu này điên cuồng và kiêu ngạo nếu họ không phát điên thì còn đỡ tạm thời còn có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc một khi phát bệnh yêu tính bùng phát lý trí cũng không còn bao nhiêu, còn làm sao, nghe lệnh, không gây náo loạn là tốt lắm rồi mặc họa đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nếu mình là yêu tu, làm sao có thể chịu đựng những điều phi lý như vậy, cam tâm để người khác quản chế, tính khí điên cuồng bùng nổ, nên giết thì giết, nên ăn thì ăn. Chết thì đã chết. Những yêu tu này rõ ràng đã hóa thành yêu thú, cũng mất đi không ít nhân tính. Nô tính, còn nặng như vậy, chắc chắn có vấn đề mặc họa nhìn chầm chầm vào tên quản sự yêu tu kia. Bí mật này phỏng chừng sẽ được giấu trên người tên quản sự yêu tu này. Nếu hắn là quản sự, vậy chắc chắn có thủ đoạn, triệt chế, yêu tu khác, bằng không hắn dựa vào cái gì, quản sự. Từ đó về sau, mặt họa lại kiên nhẫn nhìn chầm chầm hồi lâu, phát hiện một ít yêu tu trúc cơ đỉnh phong, thực lực cường đại, cũng đối với, quản sự, khúng núng này, liền lại kiên định suy đoán của mình. Trên người quản sự này, chắc chắn có mờ ám. Cuối cùng, lại nhìn chầm chầm gần cả ngày, mặt họa nhìn ra mờ ám. Có một yêu tu phát bệnh. Yêu tu này đang tuần tra, trong giây lát cả người co quắp, cuộn mình trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng rống dữ tợn không rõ ý nghĩa. Sau đó, hắn đột nhiên yêu hóa, hóa thành một, người sói, ánh mắt điên cuồng, miệng đầy mũ. Lan nhân này yêu lực rất mạnh, trên người chảy mũ có chứa kịch độc, đánh giết bốn phía yêu tu khác, dẫn tới một trận rối loạn những yêu tu khác nhất thời không chế trụ được hắn. Đúng lúc này, quản sự chạy đến, lấy ra một lá cờ đen, thúc giục yêu lực, trên lá cờ đen trải rộng huyết văn. Cùng lúc đó, trên người la nhân phát bệnh kia, cũng lóe lên đường vân màu đỏ. Những đường vân này như mạng nhện, líp nha líp nhít, bò đầy lưng la nhân, sau đó như là bàn ủi, khắc thật sâu ở trong thân thể hắn. La nhân, giống như chịu đựng thống khổ thật lớn, không ngừng tru lên, tê tâm liệt phế yêu lực trên người hắn cũng hóa thành lồng giam, trói buộc bản thân. La nhân tê liệt ngã xuống đất, vẫn còn dãy dụa, đầu ngón tay cào mặt đất, cào ra từng vết nứt. Sau một lúc lâu, yêu hóa thối lui, liền té xỉu trên mặt đất. Quản sự mắng một tiếng, lạnh lùng nói hẳn là nhịn không được ăn nhiều thịt yêu, yêu lực tích tụ quá nhiều, để đến não, khống chế không nổi bên cạnh có yêu tu liền nói, không có thịt người ăn, là như vậy, nếu ăn nhiều thịt người một chút, trung hòa một chút yêu lực, có lẽ còn tốt hơn thịt người. Ta còn muốn ăn đấy, quản sự cười lạnh, dặn dò, nhốt hắn vào trong lao, nung nóng que hàng, để hắn ăn chút đau khổ, thanh tĩnh một chút. Vâng, quản sự. Phân phó xong, quản sự yêu tu liền chấp tay rời đi. Những yêu tu còn lại áp giải la nhân, phát bệnh, này vào lao ngục dùng hình. Mặt họa lại hơi ngẩn ra. Cờ đen trong vạn yêu cốc này, nhiều yêu tu như vậy, thì ra là thông qua cây yêu phiên đen xì kia để tiến hành quản chế. Lấy yêu phiên cưỡng ép quản lý yêu tu, để ngừa chúng mất khống chế, phản loạn, không nghe hiệu lệnh. Mà khi quản sự kia thúc giục yêu phiên, mặt họa có thể rõ ràng cảm giác được, trên yêu phiên này cuốn quanh lấy khí tức hết sức quen thuộc. Tứ tượng trận pháp, hơn nữa, so với yêu văn trên người những yêu tu trước đó, còn cao cấp hơn, cũng hoàn chỉnh hơn trận pháp tứ tượng, rốt cuộc tìm được rồi, mặt họa trong lòng vui vẻ, đôi mắt hơi sáng lên, trong lòng thầm nói phải nghĩ biện pháp, lấy được yêu phiên, nghiên cứu một chút yêu phiên muốn lấy được, nhưng quản sự này, ta không chắc có thể đánh thắng mặt họa trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Quản sự yêu tu này là tu vi trúc cơ đỉnh phong, kinh nghiệm lão luyện, thủ đoạn tàn bạo, tay cầm yêu phiên màu đen, còn có khả năng yêu hóa. Tuy cảm giác không bằng hỏa Phật Đà, nhưng nhìn cũng rất khó giải quyết. Đặc biệt là ở trong vạn yêu cốc, yêu tu đông đảo, ta lại đơn độc một mình, càng không dễ ra tay trộm sao, mặt họa tâm tư khẽ động. Sau đó, hắn lại cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của yêu tu quản sự này, phát giác yêu tu quản sự này xảo quyệt cảnh giác. Yêu phiên màu đen cũng được hắn mang theo bên người, giấu ở chỗ sâu nhất trong túi trữ vật, căn bản sẽ không dễ dàng sử dụng. Thậm chí khi ngủ, tu luyện, ngồi thiền, hắn đều sẽ đem túi trữ vật, cất vào trong ngực. Rõ ràng yêu phiên này vô cùng quan trọng. Có khả năng, cờ còn người còn, cờ mất người mất trộm không được mặt họa lắc đầu. Loại lão yêu tu này, quả nhiên sẽ không dễ dàng cho cơ hội. Đã không cho ta trộm, mặt họa ánh mắt lạnh lùng, vậy chỉ có thể nghĩ cách giết từ đó về sau, mặt họa vẫn lợi dụng linh thị trận, lúc nào cũng giám sát quản sự yêu tu này. Quản sự yêu tu này rất mạnh, tu cái gì yêu công, sau khi yêu hóa bộ dáng là cái gì, trên người khắc họa lại là dạng tứ tượng yêu văn gì, mặt họa cũng hoàn toàn không biết. Mà quản sự này có yêu phiên trong tay, ở trong vạn yêu mục này, gặp phải một ít rối loạn cũng không cần tự mình động thủ, cũng sẽ không bại lộ ác chủ bài. Nhưng bất kỳ địch nhân nào cũng sẽ có sơ hở, người như thế, yêu thú như thế, yêu tu tự nhiên cũng như thế. Mặt Họa vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội. Mãi đến đêm khuya. Hắn đoán là đêm khuya. Vạn yêu cốc tối tăm không mặt trời, không biết thời gian, nhưng có chút đêm khuya những yêu tu này cũng sẽ an tĩnh hơn rất nhiều đêm khuya quản sự này một người ra cửa hành tung khả nghi không biết quanh co bao nhiêu đường cong mặt họa cũng đi theo liền mất dấu lén lén lúc lúc đi làm cái gì hắn nhíu mày liền dọc theo thông đạo trận nhãn bò về mật thất trận nhãn thần thức câu thông linh thị phục trận rốt cục tìm được tung tích quản sự bị mất tích ở một góc vắng vẻ tên quản sự yêu tu này xuất hiện trong nhà giam yêu thú mặt họa sững sờ lại men theo đường hầm trận pháp, leo lên gần nhà giam. Nhà giam vẫn đầy máu tanh như cũ, yêu thú đông đảo, nhưng yêu tu tuần tra lại không thấy đâu. Không biết là đang thay ca hay đang nghỉ ngơi. Mặt họa tìm kiếm một lúc, cuối cùng phát hiện bóng dáng tên quản sự kia trong một gian nhà giam. Đây là một gian nhà giam độc lập, tường nhà giam rất dày, bên trong nhốt một con yêu thú. Mặt họa liếc nhìn, hơi bất ngờ. Con yêu thú này, hắn đã từng gặp qua là con gấu đen yêu kia trước khi vào vạn yêu cốc hắn đã động tay chân vào xiềng xích gấu đen yêu dãy dụ thoát khỏi xiềng xích giết chết hai yêu tu không ngờ vào vạn yêu cốc hắn lại gặp lại nó lúc này gấu đen yêu bị xiềng xích lớn hơn trói chặt trên người còn có gông xiềng trận pháp chồng chéo căn bản không thể động đậy mà tên quản sự yêu tu kia đang hút máu con gấu đen này hắn lấy ra một con dao nhọn một cái đĩa sứ trắng một nhát đâm vào lòng bàn tay gấu đen, máu tươi chảy ròng, rơi vào đĩa sứ trắng. Ánh mắt gấu đen yêu đầy phẫn nộ, bộc lộ sự hung bạo, giải dụ mấy lần nhưng không thoát được. Tên quản sự kia thì ánh mắt tham lam, bưng đĩa sứ lên, đem máu gấu đen uống một hơi cạn sạch, sau đó còn liếm liếm môi, lộ ra răng nanh thật dài xấu xí trong miệng. Sau khi uống xong, quản sự vẫn chưa thỏa mãn, lẩm bẩm nói máu của gấu đen, quả nhiên ngon, chỉ tiếc, đây là cấm côn của nhị trưởng lão mặc họa giật mình nhị trưởng lão khó trách tên quản sự này chỉ dám vụn trộn uống không dám để yêu tu khác phát hiện hơn nữa hắn cũng không dám một lần uống trộn quá nhiều nếu uống nhiều hắc hùng yêu mất máu quá nặng sau khi nhị trưởng lão trở về tất nhiên có phát hiện nhất định không tha cho hắn quản sự yêu tu uống xong một đĩa máu lưu luyến nhìn gấu yêu đen hắn rất muốn uống thêm một bát nữa nhưng hắn không dám hắn kiềm chế khát khao trong lòng, thu hồi đau nhọn cùng đĩa sứ, nhìn chung quanh, xác nhận không có người phát giác, lúc này mới quay người rời đi. Mặt họa nhìn con gấu đen đang đè nén phẫn nộ kia, lại ngẩng đầu, nhìn quản sự, ăn vụng như có điều suy nghĩ. Quản sự ra khỏi nhà giam, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh toát. Hắn xoay người, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn quanh bốn phía, nhưng chung quanh trống rỗng, chỉ có tiếng yêu thú dãy dụa thấp giọng gầm thét quản sự không khỏi nhíu mày mấy ngày nay sao ta luôn cảm giác có người đang nhìn ta nhưng đây là vạn yêu ngục người từ đâu tới yêu tu cũng không đúng yêu tu tầm thường một thân yêu khí làm sao có thể giấu giếm được chính mình chẳng lẽ là bị một yêu ma tà ác nào đó theo dõi quản sự nghĩ tới bộ luyện yêu đồ quỷ dị tà khí kia bỗng nhiên rùng mình một cái không có khả năng quản sự khẽ lắc đầu yêu ma đều nhốt trong bản đồ làm sao có thể chạy ra ánh mắt quản sự ngưng tụ, quay người rời đi. Mặt họa lại ở lại trong nhà giam, đánh giá con gấu yêu kia, trong lòng dần dần có kế hoạch. Hắn lại thuận theo thông đạo, bò tới nhà ăn của yêu tu. Yêu tu cũng có nhà ăn. Đây là thứ mà mặt họa phát hiện ra trước đó. Trong nhà ăn, vừa có lò lửa, cũng có lò luyện đan. Lò bếp là hầm cách thủy nấu một ít thịt yêu thú, tán tu bình thường ăn không nổi linh nhục chỉ có thể ăn yêu nhục nhưng cũng chỉ ăn thịt yêu thú loại cỏ bởi vì yêu thú ăn thịt tất nhiên ăn người nhưng yêu tu thì khác bọn họ hận không thể trực tiếp ăn người cho nên lạnh nhạt không kiên kỵ yêu thú gì cũng ăn lò luyện đan bên cạnh là dùng để luyện đan nhưng loại lò luyện đan này là lò luyện đan giản dị luyện cũng không phải tài dược phức tạp mà là luyện chế giống như típ cốc đan dùng làm đan dược cho yêu thú vô luận lò luyện hay là lò luyện đan đều ngưng kết một tầng máu đen thật dày mang theo mùi tanh làm người buồn nôn mặt họa che miệng mũi kết bỏ chọn một ít thịt tươi thịt chín huyết đan không biết tên nhưng ẩn chứa huyết khí mênh mông nhét vào trong túi trữ vật để tránh bị phát hiện hắn chỉ chọn một ít chọn xong mặt họa lại theo đường cũ trở về đến trong nhà giam mang những thịt cùng đan này đều ném cho gấu chó kia hắc hùng yêu vừa mới bị thả ra máu đang nhắm mắt thở dốc bỗng nhiên giật mình thấy có cái gì ném ở trước mặt không ngừng gào thét riết gào đợi thấy rõ những thứ kia là thức ăn lại hít hà lúc này mới vương bàn tay gấu lớn mang những miếng thịt này moi ra trước mặt ăn như hổ đói chỉ là vừa ăn còn vừa gầm nhẹ mặt họa nhìn thấy lắc đầu con gấu đen này thật ngốc đạo lý buồn bực phát tài lớn cũng không biết trong hoàn cảnh này có thịt ngươi không nên giấu giếm vụng trộm ăn sao bụng trộn lớp đầy bụng, khôi phục nguyên khí, tích xúc thực lực. Làm sao còn vừa ăn, vừa kêu, giống như sợ có người đến cướp mặt họa biểu môi. Đánh giá đối với đại hắc hùng trong lòng giảm một cấp bậc. Con gấu ngốc này không thông minh bằng con hổ lớn của mình. Lúc trước khi mình ở hát sơn trại cho con hổ lớn kia ăn, nó đã khôn khéo như quỷ, biết giấu đồ ăn đi, lén lút không để cho người khác phát hiện. Còn biết diễn kịch, giả vờ một bộ vết thương chồng chất bộ dáng đáng thương. Trong lòng mặt họa nhất thời có chút cảm khái. Cũng không biết đại lão hổ thế nào rồi. Mình không có ở đây, có người cho nó ăn cá khô hay không? Không biết lúc nào mới có thể trở về xem nó, mặt họa còn có chút nhớ nó. Trong nhà giam, đại hắc hùng ăn xong thịt, lập tức tinh thần sáng láng, mắt lộ ra hung quang. Mặt họa lại thất vọng lắc đầu. Con gấu này không được a, à, tuyệt không âm hiểm nhưng mà trước mắt cũng không còn yêu thú nào khác, có thể dùng tạm được. Sau đó, mặt họa rảnh rỗi, liền trộn chút thịt tới đút cho con hùng yêu này ăn. Mà con gấu đen yêu này, huyết khí đang từng chút một tràn đầy, yêu khí đang nồng đậm từng chút một, thực lực cũng đang khôi phục từng chút một. Không biết qua bao lâu, đại khái là ở mặt họa, sau khi phát bảy chi nhánh thiên can địa số cho tuân trưởng lão, trong sự giám sát của linh thị trận, quản sự kia cuối cùng lại thừa dịp đêm khuya vắng người, lén lút lấy ra khỏi phòng, đi về phía nhà giam. Hắn lại muốn uống máu trộm. Mặt họa tinh thần chấn động. Hắn tới nhà giam trước một bước, ẩn thân mai phục ở nơi hẻo lánh, hòa là một thể với bóng tối, không lộ ra một tia khí tức. Giống như là một con tà ma hung hiểm nhìn không thấy. Sau một nén nhang, quản sự yêu tu đi vào nhà giam. Hắn theo thường lệ thả ra thần thức, quét mắt một vòng. Nhưng hắn là yêu tu, thân thể mạnh mẽ, thần thức lại không mạnh, hơn nữa sau khi yêu hóa, tâm trí thất thường, thần thức suy yếu ở trình độ nhất định, cho nên căn bản không phát hiện được mặt họa. Hơn nữa, lúc này hắn cực kỳ khát khao. Trong vạn yêu cốc, thức ăn của yêu tu cũng không tốt. Máu của gấu đen càng là mỹ vị khó có thể có được. Dưới đói khát khó nhịn, ánh mắt quản sự tham lam, không kịp chờ đợi đến gần hắc hùng yêu, lấy ra đao nhọn muốn lấy máu. Nhưng vừa mới đến gần, biến cố đột nhiên nổi lên gió tanh nồng đậm con gấu đen vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên trợn mắt một tiếng gào thét móng vuốt cực lớn hướng về phía quản sự yêu tu đập tới con gấu đen này thông minh hơn một chút biết chờ quản sự tới gần lại ra tay nhưng thông minh không nhiều lắm không đợi quản sự thật sự tới gần người ra tay lấy máu tránh cũng không thể tránh lại ra tay ánh mắt quản sự kinh hãi lập tức lui về phía sau nhưng vẫn bị tay gấu cọ đến một cái nửa người rung lên nửa cánh tay cũng bị cọ đến máu me đầm đìa hùng yêu thể đại lực trầm ở trong yêu thú thực lực ở thượng thừa hơn nữa đây còn là hùng yêu nhị phẩm hậu kỳ yêu lực tích tụ đầy đủ bỗng nhiên mảnh kích phía dưới mặc dù chỉ bị cọ trúng một chút cái này quản sự cũng thương thế không nhẹ nhiệt súc nhìn cánh tay máu tươi đầm đìa của mình quản sự vừa kinh hãi vừa giận dữ hắn không ngờ mình trấn thủ vạn yêu ngục nhiều năm như vậy luôn luôn bình an vô sự hôm nay lại lật thuyền trong mương, bắt lừa nghiệt xúc này, quản sự lại nhanh chóng lui về phía sau một bước. Hắc hùng yêu nhào tới trước một bước, nhưng lập tức bị gông xiền trói buộc, bóp chặt yết hầu, khóa lại nanh vuốt, khó tiến thêm. Quản sự nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng nghi hoặc. Con gấu đen này thân chịu trọng thương, lại chưa từng cho ăn, luôn luôn hấp hối, sao hôm nay yêu lực tràn đầy như thế, còn tốt, có xiềng xích buộc lấy trên xiềng xích này có vẻ trận pháp nhị phẩm hậu kỳ yêu thú này không thể tránh thoát nếu không có gông xiềng trói buộc đột nhiên bị nghiệt xúc này đập một chưởng mình tuyệt đối sẽ bị thương nặng quản sự trong lòng thầm kêu may mắn nhưng đúng vào lúc này một tiếng kẻo kẹt rất nhỏ vang lên quản sự nhìn theo hướng phát ra âm thanh thần sắc cuồng biến trận pháp trên xiềng xích đang ảm đạm dần biến mất mà mất đi trận pháp gia cố xiềng xích dưới lực đạo cường đại của hắc hùng yêu cũng đang vặn vẹo biến hình cho đến khi triệt để vặn gãy trước khi xiềng xích hoàn toàn đứt gãy quản sự đã sớm một bước lui về phía sau đại hắc hùng có thể dãy đứt xiềng xích lại nhanh hơn một bước phát sau mà đến trước đột nhiên đánh giết tới quản sự đồng tử quản sự co rụt lại lúc này không dám lưu thủ hai mắt lóe lên hồng quang cầm nhẹ một tiếng thân hình bỗng nhiên tăng vọt hai cánh tay lông tóc rậm rạp hóa thành bàn tay gấu màu xám đầu ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén đen kịch. Hắn rõ ràng là một yêu tu gấu xám. Lúc này đối mặt với gấu yêu đen to như ngọn núi nhỏ, hắn áp lực thật lớn, không thể không toàn lực ứng phó, thi triển thủ đoạn yêu hóa. Một con yêu tu gấu xám, cùng một con yêu thú gấu đen mà lại chém giết cùng nhau như vậy. Trong lúc nhất thời, yêu lực trong nhà giam khuấy động, gió tanh nổi lên bốn phía. Yêu tu và yêu thú liều mạng chém giết, tiếng gào thét không ngừng, từng quyền chạm thịt, Huyết dịch tung tóe, vô cùng kịch liệt. Cứ như thế đánh một lát, yêu hóa quản sự một trảo xé tại ngực gấu đen, sau đó mượn lực lui lại, kéo ra khoảng cách mấy trượng, tại chỗ thở hổn hển. Trên người hắn, vết thương chồng chất. Hơn nữa còn liều mạng trực diện với yêu thú nhị phẩm hậu kỳ, cho dù hắn là yêu tu cũng vô cùng vất vả, huyết nhục đều đang rung động, xương cốt cũng mơ hồ rung lên. Phía bên kia, gấu đen yêu cũng không truy kích nữa. Nó mặc dù là yêu thú huyết khí bành trướng, nhưng dù sao bị thương, chỉ ăn vụn thịt cùng huyết đan của nó, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên chém giết một trận, không có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ăn tươi tên quản sự này, cũng có chút dư lực không đủ. Nhưng hai tròng mắt của nó lại dần dần hung lệ, nước bọt cũng từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Mà bên ngoài nhà giam, truyền đến tiếng vang. Dường như nơi đây đang giao chiến, yêu lực khuấy động, động tĩnh quá lớn, cho nên dẫn tới yêu tu tuần tra và đóng giữ quản sự, suy, một tiếng, thần sắc bất mãn. Dù cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn bị phát hiện. Nhưng không sao cả, chỉ cần uy hiếp dặn dò một phen, để cho những yêu tu này thủ khẩu như bình, không để cho nhị trưởng lão biết chuyện này là tốt rồi. Hơn nữa, có người tới, vừa vặn có thể cùng một chỗ chế phục hùng yêu này, miễn cho chính mình một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ cần chống đỡ một hồi là được quản sự bắt đầu tập trung tinh thần, dằn co với gấu đen nhưng dư quan thoáng nhìn, hắn khẽ giật mình, sau đó trong lòng đột nhiên rùng mình. Hắn thấy được xiền xích trói buộc hắc hùng yêu. Trên xiền xích, có một ít chất lỏng màu đỏ ướt sũng. Lúc đầu hắn tưởng là yêu huyết, nhưng lúc này tập trung nhìn vào, đây không giống như là yêu huyết thuần túy, mà giống như là dùng yêu huyết điều phối ra linh mực, linh mực. Con ngươi quản sự đột nhiên trợn to. Linh mực này mới mẻ, còn chưa khô cạn biến sắc hiển nhiên là có người vừa mới dùng linh mực này vẽ trận pháp động tay chân với xiềng xích làm sao có thể quản sự nhất thời suy nghĩ hỗn loạn chưa kịp nghĩ kỹ đột nhiên cảm giác được sau lưng mát lạnh da đầu nhịn không được tê dại sau lưng hắn có người sắc mặt quản sự tái nhật lập tức quay đầu nhưng thân hình hắn cao lớn trong lúc nhất thời quay đầu cũng không thấy được mặt họa đúng lúc này trong bóng tối ánh lửa sáng lên hai ngọn lửa chói mắt dấy lên trong nhà giam, đó là hai quả cầu lửa. Chấn động thần niệm cường đại thâm thúy truyền ra trong nháy mắt. Hai quả cầu lửa bị thần thức cưỡng chế, nhanh chóng va chạm, kết cấu bên trong của thuật thức sụp đổ, dung hợp với nhau, sinh ra lực lượng tụ biến linh lực đáng sợ. Một quả hỏa cầu biến dị màu đậm mặt ngoài có dung nham lưu động, tựa như thiên thạch ngưng tụ thành. Một đôi bàn tay trắng nõn, đặc viên thiên thạch này lên lưng quản sự yêu tu linh lực dao động kinh khủng, đột nhiên tỏa ra. Ngọn lửa dị biến tàn phá bừa bãi. Quản sự yêu tu sau khi đã trút cơ đỉnh phong, lại còn yêu hóa, chỉ cảm thấy trước ngực đột nhiên nóng rát, hỏa quang trước mắt trút xuống. cúi đầu nhìn lại, hắn thấy ngực mình bị mở ra một cái động đen sì. Máu thịt ở cửa hang bị đốt cháy đen. Máu thịt vừa nhúc nhích sinh trưởng, vừa bị ngọn lửa còn sót lại đốt cháy hầu như không còn. Đây là pháp thuật kinh khủng gì vậy? ánh mắt quản sự hoảng sợ, khó có thể tin. Giữa làng ranh sinh tử, hắn lập tức đưa tay, lấy ra túi trữ vật của mình, muốn từ trong túi trữ vật lấy ra huyết nhục đan dược, để ngăn chặn thương thế của mình. Hắn không muốn chết, nhưng hắn vừa lấy túi trữ vật ra, liền cảm nhận được một trận tanh hôi. Có thứ gì đó đang đến gần. Sau đó một cái miệng to như chậu máu cắn lên vai hắn. Bị hỏa diễm tiểu thiên thạch thuộc làm kinh sợ, nhưng gấu yêu trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, thấy tên quản sự yêu tu này bị trọng thương, con ngươi lập tức đỏ lên, mang theo gió tanh nhào tới, miệng như sắt thép, cắt cao cắn chặt nửa đoạn trên thân của quản sự. Quản sự còn muốn giải dụa, bỗng nhiên đầu ngón tay trượt một cái, trong tay trống không. Dường như có người nhân cơ hội đoạt túi trữ vật của hắn, quản sự lửa giận công tâm, sau đó đáy lòng triệt để lạnh. Hắn biết rõ, mình đã không có đường sống hắc hùng yêu bên cạnh không chút khách khí, miệng lớn huyết tinh đa nhai thân thể hắn quản sự lại dốc hết toàn lực, dễ dụ muốn quay đầu lại, muốn nhìn một chút, xem cho rõ ràng. Trong lòng hắn ta không cam, khóe mắt như muốn nứt ra. Rốt cuộc là thứ gì, giết chết ta nhưng khi hắn dùng huyết sắc ánh mắt mông lung, nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện sau lưng trống rỗng, không có một bóng người, hoặc là yêu vật. Người không động tay động chân với xiền xích. Người không thi triển pháp thuật khủng bố kia. Cũng không có, người đoạt túi trữ vật của mình quản sự yêu tu này, trong mắt mang theo huyết lệ, trong miệng ngậm lấy huyết thủy, càng từng chữ đến tột cùng, là ai nhưng không đợi hắn nói xong. Kết, một tiếng, thân thể của hắn bị gấu đen triệt để cắn đứt. Đợi cho những yêu tu khác chạy đến, cũng chỉ có thể nhìn thấy quản sự của bọn họ, bị một con gấu đen to lớn cắt thành hai đoạn, từng chút một nhét vào trong miệng gặm ăn. Nghiệt súc, mau cứu quản sự, con bà nó, giết con súc sinh này, trong chốc lát, yêu tu quần tình xúc động, hỗn loạn nổi lên bốn phía. Gấu yêu ăn thịt người, kích phát hung tính, gào thét một tiếng, phóng về phía những yêu tu khác. Yêu tu ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đụng bay mấy trượng. Hắc hùng yêu vẫn xông ra khỏi lao ngục, ánh mắt đỏ như máu, móng vuốt sắc bén như gió, vồ giết yêu tu, vừa xông tới bốn phía, đụng phải vách đá ầm ầm rung động. Những yêu thú khác bị nhốt cũng hô ứng lẫn nhau, hung tính đại phát. Toàn bộ vạn yêu ngục, vạn yêu cùng vang lên, trong chốc lát như có một cái chảo nhỏ nước lạnh nhỏ xuống tiếng động lớn sôi không ngừng thậm chí tuân trưởng lão ở bên ngoài vạn yêu ngục cũng mơ hồ có thể cảm nhận được sự ồn ào náo động trong vạn yêu cốc vạn yêu cốc rung chuyển thái hư môn cùng một đám trưởng lão cùng đệ tử nội môn xung hư môn trong lòng rùng mình thần sắc vô cùng nghiêm túc tuân tử du càng lo lắng như lửa đốt lập tức gửi tin nhắn cho mặt họa xảy ra chuyện gì trong vạn yêu cốc mặt họa vẫn ở trong nhà giam đợi hát hùng yêu cùng những yêu tu khác đều xông ra ngoài lúc huyên náo một mảnh hỗn độn hắn mới yên lặng ra tay triệt để xóa đi dấu vết trận pháp trên xiềng xích sau đó mặt họa lại kiểm tra một lần trận pháp bị chính hắn xóa đi trong nhà giam rách nát một mảnh một ít dấu vết cũng đều bị hùng yêu hủy pháp thuật tiểu thiên thạch vết thương lưu lại trên người quản sự yêu tu nhưng quản sự này bị hắc hùng yêu ăn hoàng mỹ mặt họa nhẹ gật đầu bảo đảm không có lưu lại chứng cứ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắn tránh trái tránh phải, tránh đi bầy yêu, tìm một chỗ không người phát hiện, thuận theo trận xu thông đạo, lại về tới mật thất trận xu. Lúc này, hắn mới mở thái hư lệnh ra, thấy được tin tức của tuân trưởng lão. Mặt họa liền trả lời, không có gì, ta thả một con gấu đen lớn, đám yêu tu đang bắt gấu chơi ngoài vạn yêu cốc, tuân trưởng lão đang lo lắng cho mặt họa, thấy mặt họa trả lời, trong lúc nhất thời thần sắc thập phần phấn khích hắn lại ngẩng đầu nhìn vạn yêu cốc mơ hồ truyền đến chấn động, nhưng không được thở dài nhóc siêu quậy này, cũng biết hành hạ người ta quá vạn yêu cốc, trước một chỗ giam giữ. Một xác yêu tu nằm trên mặt đất, tứ chi co quắp, đôi mắt lồi ra và máu tươi chảy đầy đất. Những yêu tu xung quanh đều có vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói mang tính lạnh lùng. Chỉ mới hai ngày, đã có tên thứ năm rồi đúng là không thể tin được. Đừng có nói bậy, không thể nào, gặp quỷ, được không phải gặp quỷ thì là gì một cách vô lý tự dưng phát điên vừa gặm vừa cắn cuối cùng chết vì bạo thể một yêu tu có sắc mặt tái nhật nói ta cảm thấy trong nhà tù này có gì đó không ổn một yêu tu khác cười lạnh thật đúng là tạp chủng tự dọa bản thân chúng ta là yêu tu tu luyện yêu lực không phải theo con đường chính đạo những thứ nguy hiểm này cũng không có gì lạ các yêu tu này đều chết do yêu lực phản vệ hoặc là tu luyện sai lầm hoặc là ăn quá nhiều thịt yêu Cuối cùng không khống chế được huyết khí, có gì đáng ngạc nhiên, có 5 người chết rồi, một yêu tu nghi ngờ hỏi, có phải hơi nhiều không, còn nữa, một yêu tu khác nói, quản sự cũng chết. Quản sự đó bị yêu thú ăn. Hắn thật liều lĩnh, dám uống trộn máu của nhị trưởng lão, cuối cùng tự mình xui xẻo, lại để hắc hùng yêu thoát khỏi xiềng xích, nuốt vào bụng, không thể tránh khỏi yêu tu này dừng lại, lạnh lùng nói, muốn vào luyện yêu đồ một lần nữa, hồn phi phách tán hài cốt không còn khi đề cập đến luyện yêu đồ các yêu tu khác đều cảm thấy sợ hãi có vẻ như luyện yêu đồ là một thứ cực kỳ đáng sợ khiến họ nghe đến cũng phải biến sắc trong khi đang lén nghe mặt họa họ không dám tiếp tục trò chuyện về luyện yêu đồ không khí lập tức trở nên căng thẳng sau một lúc im lặng một yêu tu lên tiếng nói đi hùng quản sự làm quản lý vạn yêu ngục gần cả trăm năm sao mà lại tùy tiện chết như vậy mọi người đều có lúc thất thủ ngựa cũng có lúc không bền bỉ, ai cũng có lúc lật thuyền trong mương hơn nữa. Tu giới luôn đầy rẫy nguy hiểm, ai cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không gặp phải điều gì kinh khủng. Chỉ cần một chút sơ suất, mạng sống sẽ không còn. Các yêu tu nói nhỏ với nhau, một lúc sau có người hỏi: các ngươi nghĩ sao? Hùng quản sự chết, vạn yêu mục sẽ ra sao? Đây có phải là việc của ngươi sao? Một yêu tu hừ lạnh, chỉ tay: có trưởng lão ở đây, nếu trưởng lão không có ở đây, thì công tử vẫn còn ở đây, công tử. Mặt họa khẽ giật mình. Dưới đây, một yêu tu hỏi. Công tử, rốt cuộc là ai? Mặt họa lắng tai nghe. Ai ngờ một yêu tu khác ngay lập tức lộ vẻ dữ tợn, hạ thấp giọng mắng. Ngươi muốn chết à? Chuyện về công tử, ngươi dám nghe sao? Ta không có ý đó. Yêu tu kia nhớ mày, có chút cố chấp. Ta chỉ nghe các ngươi nói về công tử, nhưng chưa từng thấy qua. Không biết, công tử, này rốt cuộc là ai? Hay là một nhóm người ngươi còn dám hỏi? thật sự không biết sống chết, ngươi tưởng rằng mình là con nhà quyền quý, được gia tộc nung chiều, có thể nói gì cũng được. Ở đây, lắm mồm là muốn chết, ta im miệng. Một yêu tu có khí thế mạnh mẽ lạnh lùng nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.